Các bạn thân mến, đối với những người có tìm hiểu và tham gia đầu tư cá nhân, phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật là hai khái niệm rất quen thuộc và cơ bản. Tuy nhiên, việc kết hợp hiệu quả hai phương pháp phân tích này trong từng loại hình đầu tư chưa bao giờ là điều dễ dàng, đặc biệt là với những người thiếu kinh nghiệm với thị trường. Vậy thì đối với góc nhìn từ chuyên gia, bản chất cốt lõi của việc phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật là gì? Để đi đến một quyết định đầu tư tối ưu, các chuyên gia ứng dụng phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật theo nguyên lý nào ứng với từng kiểu đầu tư? Vâng, và để có thể có những cái góc nhìn sâu hơn và mới hơn về lĩnh vực chứng khoán, ngày hôm nay Sub Academy đã mời đến đây hai diễn giả là những chuyên gia trong lĩnh vực này. Đầu tiên là anh Trần Xuân Bách, trưởng nhóm phân tích kỹ thuật và nhận định thị trường, công ty chứng khoán Bảo Việt. Và vị khách mời thứ hai là anh Nguyễn Đức Hoàng, CFA chuyên gia phân tích công ty chứng khoán Bảo Việt. Vâng, và lời đầu tiên thì cho em xin được gửi lời cảm ơn đến hai anh vì đã sắp xếp công việc bận rộn của mình để có thể tham gia buổi webinar ngày hôm nay. Dạ vâng, hiện tại thì em đang thấy trong buổi webinar của chúng ta đã con số tham gia đã là lên 92 bạn. Và vậy thì hai anh có thể gửi lời mời chào đến 92 bạn đã tham gia trong buổi ngày hôm nay và có những giới thiệu đôi chút về bản thân mình được không ạ? Dạ vâng, để mở đầu thì em xin được mời anh Bách ạ. Xin chào các bạn. Hôm nay thì cũng rất là vui và cũng rất là được hạnh diện khi mà có mặt tại đây để chia sẻ với các bạn về các cái kiến thức và cái kinh nghiệm để có thể cũng mong muốn là giúp được cho các bạn chia sẻ một ít các kinh nghiệm của chính bản thân mình trong cái quá trình đầu tư chứng khoán để giúp cho các bạn có một cái nhìn và cũng có một cái hành trang để có thể chúng ta cũng chuẩn bị bước vào cái thị trường chứng khoán hay là thị trường tài chính nói chung. Thì đầu tiên thì cũng xin phép được giới thiệu một chút là mình thì là Bách. Mình công tác ở công ty chứng khoán Bảo Việt. Hiện tại thì trải qua khoảng gần 10 năm công tác ở công ty chứng khoán Bảo Việt thì mình cũng đang phụ trách cái mảng phân tích thị trường. Chủ yếu thì mình cũng sử dụng các cái công cụ phân tích kỹ thuật để có thể đưa ra các cái nhận định cho xu hướng thị trường cho các bạn môi giới cũng như là cho nhà đầu tư và báo cáo cho các cái quỹ. Thì cũng trải qua gần 10 năm công tác tại công ty chứng khoán Bảo Việt thì mình cũng đã có khoảng cũng gần 10 năm để sử dụng các cái công cụ trên thị trường và đặc biệt là công cụ về phân tích kỹ thuật. Thì cũng rất là hy vọng là ngày hôm nay thì cũng sẽ chia sẻ được với các bạn những cái mà câu hỏi của các bạn về phân tích kỹ thuật, và cũng rất mong là tôi sẽ gợi mở cho các bạn những ai mà cần thiết cái công cụ phân tích kỹ thuật thì sẽ có được những cái hướng đi để cho chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận với lại cái công cụ phân tích kỹ thuật hơn. Xin cảm ơn. Em xin được cảm ơn anh ạ. Và sau đây chúng ta cùng đi đến với vị diễn giả thứ hai là anh Nguyễn Đức Hoàng. Anh Hoàng, anh có thể giới thiệu về bản thân mình và gửi lời chào đến các bạn đang tham gia buổi webinar ngày hôm nay được không ạ? Dạ vâng. Xin chào các bạn đã tham gia webinar ngày hôm nay và rất cảm ơn Sáp đã tạo một cơ hội để cho mình cũng như là anh Bách có cơ hội chia sẻ dưới góc độ kinh nghiệm đầu tư của bản thân cũng như là kinh nghiệm tại công việc. Xin giới thiệu qua một chút thì tôi là Hoàng đã công tác tại công ty chứng khoán Bảo Việt được gần 4 năm và với vị trí là chuyên viên phân tích ngành tại công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt, và rất hy vọng là trong buổi webinar ngày hôm nay thì có thể chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân cũng như là những kiến thức mà tôi đã học được qua chương trình CFA. Vâng, em xin được cảm ơn anh ạ. Và em cũng hy vọng là sau buổi webinar hôm nay thì tất cả các bạn tham gia trong chương trình của chúng ta cũng sẽ được học thêm nhiều kiến thức mới và bổ ích từ hai anh. Vâng, và các bạn ơi, trong suốt ngày hôm nay thì nếu như có bất kỳ câu hỏi nào mà các bạn cần được giải đáp, các bạn hãy gõ vào phần chat bên phải màn hình và ở phần Q&A của chương trình thì chúng mình sẽ cùng nhau giải đáp toàn bộ các câu hỏi và thắc mắc của các bạn nha. Dạ vâng, và để mở đầu cho sự kiện ngày hôm nay, một sự kiện dành riêng cho các bạn đang quan tâm đến đầu tư cá nhân và gặp khó khăn trong việc ứng dụng phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong quá trình đầu tư, có lẽ Nhung sẽ mời anh Nguyễn Đức Hoàng là CFA Charter Holder và hiện đang là chuyên gia phân tích tại công ty chứng khoán Bảo Việt chia sẻ cho chúng ta những thông tin cơ bản nhất về hai phương pháp phân tích này. Bản chất cốt lõi và vai trò của phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật là gì? Ứng dụng phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong từng kiểu đầu tư như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất? Em xin được mời anh Hoàng bắt đầu phần chia sẻ của mình ạ. Vâng, cảm ơn. Trước hết thì mình xin phép chia sẻ slide của ngày hôm nay. Um,
Trước hết thì mình nói qua một chút là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật là gì, bởi vì cũng không hẳn là nhiều người có quen thuộc với những thuật ngữ này hay là đã đầu tư chứng khoán hay đã học CFA. Thì hiểu một cách đơn giản về phân tích cơ bản thì phân tích cơ bản là nhằm mục đích cuối cùng, đó là xác định giá trị hợp lý của doanh nghiệp, hay nói cách khác là định giá xem doanh nghiệp ở trên sàn chứng khoán, không chỉ đơn giản trên sàn chứng khoán mà một doanh nghiệp bất kỳ, một doanh nghiệp không niêm yết hay một doanh nghiệp tư nhân hay là một cá thể hộ gia đình, thì với mô hình kinh doanh như thế thì cái công việc, cái business của họ định giá với mức giá trị là bao nhiêu, và với mỗi mỗi cổ phần trên thị trường chứng khoán chia ra thì mức giá cổ phiếu tương ứng sẽ là bao nhiêu, và dựa trên cái giá trị hợp lý của doanh nghiệp như vậy thì mỗi cá nhân, mỗi nhà đầu tư sẽ có một khung giá trị cho mình để xác định xem mức giá như vậy là có hấp dẫn để đầu tư hay không. Lấy ví dụ như là cổ phiếu trên sàn giá trị thực tế là 10.000 nhưng mà giá hiện tại thì chỉ có 5.000 thôi, thì với mức upside là khoảng hơn 100% như vậy thì hoàn toàn là một cơ hội đầu tư lớn, và sẽ phụ thuộc vào từng người. Như vậy thì mục đích cuối cùng của phân tích cơ bản là nhằm xác định giá trị hợp lý của doanh nghiệp, và để xác định được giá trị hợp lý của doanh nghiệp này thì sẽ phải sử dụng rất nhiều các công cụ khác nhau. Và hiện tại ở đây thì tôi đang liệt kê ra 5 yếu tố mà tôi thấy là quan trọng nhất trong việc xác định giá trị hợp lý của một doanh nghiệp trong quá trình làm việc của mình. Thì yếu tố đầu tiên là ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh. Yếu tố ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh này rất quan trọng, bởi vì đối với những ngành nghề mà có áp lực cạnh tranh lớn, với những lĩnh vực kinh doanh mà có triển vọng không tốt và có xu hướng bị giảm dần, thì hoàn toàn là kể cả doanh nghiệp có tốt và có mô hình hoạt động tốt, có hiệu quả về tài chính, thì rốt cục thì ngành nghề đó sẽ cũng không thể giúp doanh nghiệp có thể có triển vọng tăng trưởng tốt trong tương lai. Yếu tố thứ hai đó là đánh giá về ban lãnh đạo của doanh nghiệp, bởi vì đây là những người mà chèo lái doanh nghiệp, những người trực tiếp mà điều hành doanh nghiệp. Ngoài ra thì cũng có một yếu tố rất quan trọng nữa là họ là những người sở hữu nhiều cổ phần nhất tại công ty, và khi đó thì giá cổ phiếu ở trên thị trường chứng khoán sẽ ảnh hưởng bởi những đối tượng này tương đối nhiều. Yếu tố thứ ba là lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp, bởi vì trong quá trình kinh doanh thì doanh nghiệp có khả năng về mở rộng quy mô hay triển vọng trong tương lai hay không thì phụ thuộc rất nhiều vào khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Ngoài ra thì có các yếu tố về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai, mà cái này thì thường sẽ là hệ quả của ba yếu tố trên, là tăng trưởng về doanh thu và tăng trưởng về lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. Và yếu tố và việc dự phóng về doanh thu và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này thì sẽ ảnh hưởng thì sẽ phụ thuộc rất nhiều vào khả năng về phân tích báo cáo tài chính cũng như là các chỉ số tài chính của doanh nghiệp, mà các kiến thức này thì theo tôi đánh giá là cũng có thể được cung cấp bởi các môn học tại chương trình CFA. Và yếu tố thứ năm đó là các động cơ về tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau thuế, hay các yếu tố về điều tiết giá cổ phiếu, thì đây là các yếu tố phụ để đánh giá về một doanh nghiệp, xem về xu hướng giá trong tương lai như thế nào. Và với vai trò của phân tích cơ bản như vậy, thì phân tích kỹ thuật thì sẽ tương xứng như thế nào? Thì anh Bách sẽ trình bày cụ thể hơn. Cảm ơn anh Hoàng. Như các bạn đã biết ấy, thì các phân tích cơ bản ấy, thì chúng ta thấy là nó bản chất nó cũng là một cái công cụ, một trong rất nhiều các cái công cụ để mà cho các nhà đầu tư chúng ta và tham gia vào thị trường tài chính. Thế thì ngoài phân tích cơ bản thì ở thị trường Việt Nam ấy, thì chúng ta cũng nghe rất nhiều đến cái thuật ngữ đấy là phân tích kỹ thuật, đúng không ạ? Thế thì phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật thì nó là hai cái công cụ mà được sử dụng phổ biến trên thị trường tài chính Việt Nam, đặc biệt là thị trường chứng khoán. Thì cũng ở đây thì chắc là cũng không biết là các bạn có đã biết về phân tích kỹ thuật chưa, nhưng mà tôi cũng muốn nói qua một chút về phân tích kỹ thuật cho những bạn mà chưa am hiểu và chưa từng nghe đến phân tích kỹ thuật, thì chúng ta có thể hình dung ra là, bởi vì nếu giả sử nếu mà chúng ta nhìn là phân tích cơ bản thì chúng ta thấy là phân tích cơ bản nó chính là phân tích về doanh nghiệp, thế còn phân tích kỹ thuật thì nó là cái gì? Thì về bản chất phân tích kỹ thuật ấy, thì mọi người có thể hiểu nôm na phân tích kỹ thuật nó sẽ là nó chính là cái việc là chúng ta phân tích về giá và khối lượng giao dịch của một cái cổ phiếu của các cái doanh nghiệp đấy. Thì về cơ bản, về phân tích cơ bản thì chúng ta sẽ đánh giá về doanh nghiệp, còn về phân tích kỹ thuật thì chúng ta sẽ dùng để đánh giá về cái cổ phiếu của các cái doanh nghiệp đó. Đấy chính là
Thì đấy là cái đầu yếu tố đầu tiên mà để chúng ta tiếp cận về phân tích kỹ thuật. Chính vì như vậy thì đối với phân tích kỹ thuật ấy, thì chúng ta chỉ có hai cái dữ liệu đầu vào thôi. Đấy là giá giao dịch hàng ngày của cổ phiếu và cái khối lượng giao dịch của cái cổ phiếu đó hàng ngày. Thì từ hai cái dữ liệu đầu vào đấy thì trải qua một quá trình về rất nhiều năm và có rất nhiều các cái hệ thống và các nhà đầu tư lớn ở trên thế giới ấy, các cái chuyên gia phân tích kỹ thuật ở trên thế giới, họ mới đúc kết lại, họ mới dùng các cái thuật toán để họ cụ thể hóa các cái dữ liệu đầu vào đó, thì đưa ra các cái indicator và các cái mẫu hình giá. Thì từ đó họ mới dùng các cái dữ liệu quá khứ về giá và khối lượng giao dịch đó, họ dự báo cho cái hướng đi tương lai của đường giá của giá cổ phiếu. Thì nôm na về phân tích kỹ thuật thì tôi nhắc thì có lẽ là chỉ có hai cái ý chính thôi. Là đầu tiên ấy, thì cái phân tích kỹ thuật thì dựa trên giá và khối lượng giao dịch để cái dữ liệu giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ để dự báo tương lai. Và một cái giả định rất là quan trọng khi mà chúng ta sử dụng phân tích kỹ thuật ấy, đấy là chính là cái việc là phân tích kỹ thuật. Thế thì tại sao phân tích kỹ thuật chỉ dựa trên giá và khối lượng giao dịch mà nó lại có thể đoán định hay là dự báo được cái xu hướng tương lai của cổ phiếu, của giá cổ phiếu? Thế thì một cái giả định rất là quan trọng khi mà chúng ta dùng phân tích kỹ thuật, đấy chính là phân tích kỹ thuật ấy, thì nó đưa ra một cái giả định là tất cả các cái yếu tố mà ảnh hưởng đến thị trường và ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thì nó đều được price in, tức là nó đều được phản ánh rất nhanh vào cái diễn biến của đường giá trên cái đồ thị kỹ thuật. Thì khi mà một nhà phân tích kỹ thuật họ sử dụng đồ thị để phân tích về cái xu hướng của cổ phiếu ấy, thì tất cả các cái giả định đó nó giúp cho các nhà phân tích kỹ thuật họ đã biết được là tất cả những cái thông tin xấu hay tốt nó đã được phản ánh vào giá, thì họ dùng các cái dữ liệu quá khứ đó để họ có thể dự báo cho cái xu hướng của tương lai của cái giá cổ phiếu đấy. Thì đấy chính là nôm na về cái cơ bản cốt lõi về cái phân tích kỹ thuật. Thế còn vai trò của phân tích kỹ thuật là làm gì? Thì chúng ta cũng biết là phân tích cơ bản, thì anh Hoàng vừa trình bày là khi mà phân tích cơ bản thì chúng ta phải đánh giá, chúng ta phải xác định cái giá trị, chúng ta dùng phân tích cơ bản này, chúng ta xác định cái giá trị hợp lý của doanh nghiệp, đúng không ạ? Thế thì cái giá trị, cái mục đích cuối cùng của phân tích kỹ thuật ấy, là để chúng ta xác định xem là cái xu hướng của cổ phiếu đấy nó là xu hướng gì, nó là tăng hay là nó là giảm hay là nó không có xu hướng, đúng không ạ? Thế thì trong cái vai trò của phân tích cơ bản thì chúng ta muốn biết là chúng ta biết là xác định xu hướng như vậy, thì chúng ta biết là vai trò của nó thì sẽ áp dụng vào những cái gì, thì chúng ta phải hiểu được là thế cái điểm mạnh và điểm yếu của phân tích kỹ thuật nó là gì. Thì bởi vì là một trong những cái khi mà chúng ta sử dụng các cái công cụ ấy, không chỉ là phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật đâu, mà còn rất nhiều các công cụ khác, phương pháp khác ở trên thị trường hiện nay, thì chúng ta cũng đều phải hiểu được cái bản chất của các phân tích, của các cái phương pháp đó là cái gì và cái vai trò của nó là gì, để chúng ta có thể áp dụng và chúng ta bổ sung cho nhau. Thế thì cái điểm mạnh của phân tích kỹ thuật thì mọi người cũng biết là cái điểm mạnh của nó chính là cái việc là cái dữ liệu, do cái dữ liệu đầu vào nó chỉ có hai cái biến thôi, là cả giá và khối lượng. Thế cho nên là khả năng tiếp cận phân tích kỹ thuật nó dễ dàng hơn rất nhiều so với phân tích cơ bản, đúng không ạ? Mọi người hình dung là chúng ta chỉ cần mở một cái đồ thị lên thôi, và chúng ta cũng không cần làm gì quá nhiều so với việc là phân tích cơ bản. Chúng ta phải có một cái lượng kiến thức nhất định, chúng ta phải đi gặp doanh nghiệp, phải tiếp xúc rất là nhiều các cái thông tin, từ đấy chúng ta mới có xử lý thông tin và đưa ra được và dùng các phương pháp định giá vân vân thì mới ra được những cái giá trị hợp lý. Nhưng mà đối với phân tích kỹ thuật thì nó rất là dễ dàng tiếp cận, đơn giản là chúng ta chỉ cần dùng hai cái dữ liệu giá và khối lượng để chúng ta có thể xử lý trên một cái đồ thị đó. Thì đấy là một cái mà nó sẽ giúp cho phân tích kỹ thuật chúng ta, rất nhiều nhà đầu tư người ta ưa chuộng cái việc sử dụng cái công cụ này. Thứ hai nữa là cái phân tích cơ bản ấy, thì anh Hoàng cũng vừa nói là phân tích cơ bản thì chủ yếu chúng ta cũng dùng cho một cái khung thời gian nó dài. Thì phân tích cơ bản thì cũng không phải ai chúng ta cũng nhìn được một cái thời gian, một cái tầm nhìn dài. Thì phân tích kỹ thuật nó cho chúng ta có một cái tầm nhìn ngắn hơn. Thậm chí là cũng chia sẻ với cả các bạn là đến thời điểm hiện tại ấy, thì cái xu hướng tương lai của phân tích kỹ thuật nó diễn ra theo trong ngày, hay người ta gọi là intraday ấy, thì có thể là và nó diễn ra theo từng phút, chứ còn không chỉ đơn giản là từng ngày nữa, nó rất là nhanh. Và hiện tại thì cái xu hướng tương lai của phân tích kỹ thuật nó đang là cái xu hướng để cạnh tranh của các cái hệ thống giao dịch,
hay người ta hay các bạn còn nghe là đến các cái robot giao dịch ấy, thì đấy chính là cái mà nó tiến tới cái high frequency. Đó. Thì cái khung thời gian của phân tích kỹ thuật nó rất là nhanh, thậm chí là nó đến trong tương lai nó sẽ còn rất là nhanh và thậm chí giao dịch theo từng phút nữa cơ. Và thì cái đấy là cái mà cái vai trò đấy thì nó khiến cho phân tích kỹ thuật nó trở nên phổ biến và nó cũng thì nó cũng giúp cho phân tích kỹ thuật trở thành một cái công cụ phổ biến trên thị trường, và nó cũng là một cái công cụ để có thể bổ sung rất là tốt cho cái công cụ phân tích cơ bản. Thế còn cái việc mà ở trong cái chương trình hôm nay ấy, thì cái việc chúng ta kết hợp cái vai trò của phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật thế nào, thì tiếp sau đây thì anh Hoàng sẽ tiếp tục trình bày cái việc là phân tích cơ bản nó sẽ có những cái đặc điểm gì để chúng ta xem là nó sẽ kết hợp được với phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật như thế nào. Cảm ơn anh Bách. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi qua một số mẫu hình đầu tư. Thì mẫu hình đầu tư trên thế giới rất nhiều trường phái và rất nhiều người nổi tiếng cũng có một cái trường phái đầu tư cho riêng mình. Nhưng mà đối với nội dung chương trình hôm nay và đối tượng khán giả thì hôm nay thì tôi chỉ nêu ra hai loại đầu tư mà cơ bản nhất và nhiều người sử dụng nhất, đó là đầu tư ngắn hạn và đầu tư ngắn hạn và trung hạn và đầu tư dài hạn thôi. Thì đối với đầu tư dài hạn thì các yếu tố nào chúng ta cần quan tâm trong quá trình phân tích cơ bản? Thì như trong kinh nghiệm làm việc cũng như là tìm hiểu thì tôi đánh giá có 6 yếu tố quan trọng nhất trong đầu tư dài hạn mà một nhà đầu tư phân tích cơ bản thì cần phải quan tâm đầu tiên. Đó chính là yếu tố về ban lãnh đạo. Yếu tố ban lãnh đạo cực kỳ quan trọng trong đầu tư dài hạn, bởi vì họ thực sự là những người sẽ chèo lái công ty, họ là những người sẽ điều tiết giá cổ phiếu, và họ cũng sẽ là những người mà sẽ ảnh hưởng nhiều nhất đến cả hoạt động kinh doanh trên thị trường cũng như là cả điều giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Mà lấy ví dụ ra một số doanh nghiệp hoặc một số mã cổ phiếu trên sàn chứng khoán mà có thể đầu tư dài hạn được, thì chúng ta đều nhìn thấy một ban lãnh đạo cực kỳ mạnh và tâm huyết đối với công ty. Lấy ví dụ như mọi người đầu tiên là có thể nhìn thấy ở trên sàn, đó là ví dụ như là công ty tập đoàn Hòa Phát với ông chủ tịch là Trần Đình Long, hay là ví dụ như là công ty cổ phần Thế giới Di động với ông Nguyễn Đức Tài, hay là ông Trương Gia Bình với mã cổ phiếu FPT. Thì điểm chung đối với các doanh nghiệp mà đầu tư dài hạn chúng ta đều nhìn thấy về ban lãnh đạo, họ đều là những người mà đã dẫn dắt công ty đi từ con số 0 đến thời điểm hiện tại. Họ là những người mà gần như là nắm cổ phần lớn nhất tại công ty, và hiếm khi nào có hoạt động bán ra doanh nghiệp hay là trading cổ phiếu ở trên sàn chứng khoán. Và đây là những người mà họ tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty, chứ không phải là tập trung vào hoạt động điều tiết giá cổ phiếu hay là đánh đấm trên thị trường chứng khoán. Và những ban lãnh đạo này thì ngoài việc tâm huyết với công ty thì họ còn có một tầm nhìn rất là tốt. Lấy ví dụ như tập đoàn Hòa Phát chẳng hạn, thì họ đi lên từ hoạt động về nội thất đầu tiên, và sau đó là với mảng thép, khi mà đạt hiệu quả cao thì họ liên tục đầu tư nhà máy ở Hải Dương, sau đó là nhà máy ở Dung Quất. Tức là tầm nhìn của họ về mảng đó thì yêu cầu là phải có một sự đầu tư rất lớn, cũng như là về khả năng hấp thụ được nhu cầu trên toàn thị trường. Ngoài ra thì họ luôn sẵn sàng mở rộng quy mô cả về chiều sâu cũng như là cả về chiều ngang. Ví dụ như là với mảng thép thì Hòa Phát thì với kế hoạch là trong năm 2025 thì tiếp tục mở thêm Dung Quất 2, và sau Dung Quất 2 và sau đó thì họ tiếp tục nhảy sang mảng bất động sản hay các mảng phụ trợ liên quan khác, như là mảng về điện lạnh hay là mảng về đầu tư sâu hơn về mảng thép như là mảng container. Thì chúng ta có thể nhìn thấy ban lãnh đạo là họ có tầm nhìn xuyên suốt và có kế hoạch về đầu tư bài bản và chiến lược. Điều này thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ nhất thông qua về việc tăng trưởng doanh thu và tăng trưởng lợi nhuận trong quá khứ, và giữ được một cái biên lợi nhuận đều qua các năm, và có một sức khỏe tài chính của doanh nghiệp tốt. Thì như tôi đánh giá thì ban lãnh đạo là một yếu tố tiên quyết trong việc quyết định đầu tư dài hạn vào một doanh nghiệp nào trên thị trường chứng khoán.
Và dựa trên một ban lãnh đạo tốt thì tiếp tục chúng ta cần phải nhìn về triển vọng ngành nghề, về hoạt động của doanh nghiệp. Về triển vọng ngành nghề hoạt động của doanh nghiệp này thì sẽ không bị bó cứng bởi doanh nghiệp hiện tại, bởi vì hoàn toàn ban lãnh đạo có thể tiếp tục mở rộng ra thêm các lĩnh vực khác. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải đánh giá xem các ngành nghề như vậy thì ban lãnh đạo như vậy thì họ có kinh nghiệm hay không, hay là họ có thuê được một đội tư vấn tốt hay không, hay là việc ngành nghề mới của họ có áp lực cạnh tranh lớn hay không. Như vậy thì ngành nghề đối với hoạt động của doanh nghiệp cũng cũng rất quan trọng trong quá trình đánh giá một doanh nghiệp. Yếu tố thứ ba là về chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Đây là hệ quả của một ban lãnh đạo tốt. Với một chiến lược phát triển doanh nghiệp tốt thì ban lãnh đạo tốt sẽ giúp cho một chiến lược phát triển của doanh nghiệp sẽ được hiện thực hóa. Và ví dụ như là quay trở lại với trường hợp của Hòa Phát thì họ chỉ mất 2 năm để xây dựng nhà máy Dung Quất 2 với sản lượng là trên với công suất thiết kế là trên 4 triệu tấn thép. Như vậy thì đây là một khoảng thời gian tương đối ngắn trên thế giới với xây một khu liên hiệp kết hợp với cả một cầu cảng để có thể vận chuyển các nguyên liệu đầu vào đầu ra cho một nhà máy như vậy mà chỉ trong thời gian 2 năm, và với Dung Quất 2 tiếp tục với sản lượng trên 5 triệu tấn với khung thời gian họ ước tính cũng chỉ 2 năm thôi. Như vậy thì việc hiện thực hóa một chiến lược phát triển của doanh nghiệp thì rất yêu cầu đến từ một ban lãnh đạo tốt. Về lợi thế, yếu tố thứ tư là lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Cái này thì sẽ tùy từng đối tượng doanh nghiệp thì và ngành nghề thì sẽ có một lợi thế cạnh tranh nhất định, và chúng ta cần phải đánh giá được cái việc lợi thế cạnh tranh này doanh nghiệp có được duy trì trong dài trung hạn và dài hạn hay không, và cụ thể là bao nhiêu năm. Và nếu có khả năng các doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào thị trường trong nước thì liệu cái lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp như vậy thì có được giữ hay không? Lấy ví dụ như là một trường hợp như là Công ty Cổ phần Thế giới Di động thì trước đây thì họ phát triển rất là mạnh mảng bán lẻ điện thoại, và khi mảng bán lẻ điện thoại của họ chiếm thị phần lớn và gần như bão hòa tại trong nước và tăng trưởng không còn hai con số như trước đó nữa, thì Thế giới Di động họ đã tiếp tục chuyển sang các mảng như là mảng bách hóa xanh hay là mảng mảng bán lẻ về điện máy, như là điện máy xanh. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp vẫn tiếp tục được duy trì ở mảng bán lẻ với dịch vụ, với hoạt động hậu cần hay là kiểm soát chi phí rất là tốt của những doanh nghiệp mà dài hạn như có thể đầu tư dài hạn như vậy. Yếu tố thứ năm chúng ta cần đánh giá là các yếu tố rủi ro của doanh nghiệp, bởi vì khi đầu tư dài hạn thì các yếu tố rủi ro này sẽ ngày càng lớn lên, không chỉ làm trong 1 năm nữa mà là sẽ trong 10 năm hay là trong 20 năm. Thì liệu những cái doanh nghiệp hiện tại họ có khả năng duy trì được tốc độ tăng trưởng hay là có khả năng sống sót tại thị trường hay không? Nếu nhìn lại cách đây 10 năm thì chúng ta có thể thấy rất rất nhiều doanh nghiệp đã phá sản, những doanh nghiệp vốn hóa lớn và to, ví dụ như là Hoàng Anh Gia Lai cũng cũng đã đi vào con đường suy thoái. Và như vậy thì các yếu tố rủi ro của từng ngành nghề, của từng lĩnh vực hay của từng ban lãnh đạo thì cũng cần được xác định cụ thể. Và yếu tố cuối cùng mà tôi quan tâm đến trong quá trình đầu tư dài hạn đó là một doanh nghiệp có sức khỏe tài chính tốt. Một doanh nghiệp có sức khỏe tài chính tốt không có nghĩa là một doanh nghiệp mà gần như không đi vay gì, mà là họ có khả năng sử dụng hiệu quả đồng tiền của mình, tức là họ đi vay nhưng mà đồng tiền đi vay đó của họ là đúng đầu tư đúng mục đích, không chạy dòng vốn lòng vòng, hay là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của họ tạo ra được dòng tiền ổn định để duy trì được việc trả lãi nợ vay, cũng như là về việc chiến lược đầu tư của họ đúng đắn thì giúp cho việc hiệu quả tài chính tổng thể của doanh nghiệp được tăng lên. Và từ các yếu tố đó thì sẽ giúp cho định giá của doanh nghiệp được hấp dẫn. Và trở lại đây thì chúng ta có thể thấy là việc đánh giá một doanh nghiệp có sức khỏe tài chính tốt hay một định giá hấp dẫn thì chúng ta cũng cần có những cái kiến thức nền tảng về phân tích tài chính cũng như là về định giá doanh nghiệp mà môn CFA thì theo tôi đánh giá là cũng có khả năng là cung cấp được những kiến thức như vậy. Sau đầu tư dài hạn thì chúng ta tiếp tục nhắc đến đấy là đầu tư ngắn hạn và trung hạn. Đây là những khoản đầu tư mà chúng ta có thể thấy trên thị trường chứng khoán rất là nhiều, mọi người nắm giữ chỉ tầm ví dụ như là T3 hoặc là chỉ vài tuần, vài tháng và nhiều nhất là không quá 1 năm. Và đây là chắc là cũng phải chiếm rất tỷ lệ rất là nhiều trên thị trường chứng khoán hiện nay. Thì đối với những các khoản đầu tư ngắn hạn và trung hạn thì phân tích cơ bản thì những yếu tố nào quan trọng nhất thì theo kinh nghiệm đánh giá của tôi
cũng như là học hỏi từ mọi người, thì yếu tố quan trọng nhất trong việc đầu tư ngắn hạn và trung hạn là chúng ta cần phải nắm được một câu chuyện mà sẽ giúp cho doanh nghiệp có một sự thay đổi lớn trong thời gian ngắn. Một sự thay đổi lớn cụ thể là gì? Đầu tiên là sự thay đổi lớn đơn giản nhất là thay đổi về kết quả kinh doanh, là doanh thu, lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ. Khi mọi người đầu tư chứng khoán thì sẽ rất hay nghe đồn là ví dụ như là quý này tăng trưởng bao nhiêu phần trăm so với cùng kỳ, hoặc là tháng này tăng trưởng bao nhiêu phần trăm so với cùng kỳ, hoặc là doanh thu tháng này tăng trưởng mạnh hơn so với tháng trước là vì sao. Thì cái việc kết quả kinh doanh tăng lên như vậy thì chúng ta cần phải được đánh giá từ các yếu tố cơ bản và phân tích cụ thể hơn là về hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp. Ví dụ như là một số các yếu tố mà có thể giúp doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng rất mạnh. Yếu tố đầu tiên là công suất nhà máy tăng lên. Thì trở lại ví dụ Hòa Phát, ví dụ như là nhà máy Dung Quất đi vào hoạt động thì giúp cho công suất nhà máy tăng lên hơn gấp đôi. Và Dung Quất 2 thì dự kiến thời gian sắp tới thì sẽ tăng lên gấp rưỡi. Hay là ví dụ như là mô hình Bách Hóa Xanh thì họ tiếp tục mở rộng các cửa hàng. Và với tỷ lệ mở tăng thêm cửa hàng như vậy thì chắc chắn là doanh thu sẽ tăng lên dựa trên số lượng cửa hàng. Ngoài ra một số các yếu tố hỗ trợ về doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng lên nữa, đấy là hưởng lợi ngắn hạn từ việc biên lợi nhuận mở rộng. Thì việc biên lợi nhuận mở rộng thì chúng ta có thể hiểu được là ví dụ như là giá bán hàng hóa tăng lên trong thời gian ngắn. Ví dụ như là trở lại ví dụ về các mã cổ phiếu về phân bón chẳng hạn, thì khi được hưởng lợi từ giá phân bón tăng lên do chiến tranh Nga và Ukraine thì sẽ giúp cho biên lợi nhuận của các doanh nghiệp này, do là chi phí đầu vào của họ không tăng lên quá nhiều, với chi phí đầu vào của họ là giá khí và giá đầu ra của họ là giá phân bón, thì với giá phân bón tăng quá mạnh và giá khí đầu vào thì không tăng tương xứng thì dẫn tới là biên lợi nhuận của họ tăng rất mạnh và giúp cho lợi nhuận, cái kết quả lợi nhuận sau thuế cuối cùng của họ tăng trưởng so với cùng kỳ hay là tăng trưởng so với quý trước tăng lên nhanh và sẽ giúp cho hỗ trợ cho các cổ phiếu này tăng lên ngắn hạn. Ngoài việc giá bán đầu ra tăng lên thì còn có thể sẽ đến một số các yếu tố như là giá đầu vào bị giảm xuống. Ví dụ như là các doanh nghiệp về sản xuất dây điện chẳng hạn, như là KDV hay TBD chẳng hạn, cho thường thì giá bán của họ trên thị trường sẽ cố định và không có nhiều thay đổi tùy thuộc vào chiết khấu đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên thì giá đầu vào của họ lại biến động khá mạnh dựa vào giá đồng. Như vậy thì trong một xu hướng mà giá đồng tăng thì sẽ khiến cho biên lợi nhuận trong ngắn hạn của họ sẽ bị thu hẹp xuống. Hay là giá đồng mà giảm thì sẽ khiến cho biên lợi nhuận của họ sẽ tăng lên trong ngắn hạn. Và khi đó thì sẽ mọi người sẽ nhìn thấy một bức tranh về doanh thu và lợi nhuận sau thuế biến động rất mạnh trong ngắn hạn giữa các quý và giữa các tháng, dẫn tới là sẽ có sự thu hút của dòng tiền đến từ các nhóm cổ phiếu này. Ngoài ra thì doanh thu và lợi nhuận sau thuế còn bị biến động khá mạnh từ các hoạt động khác như là bán tài sản hay là M&A hợp nhất báo cáo tài chính với công ty con. Bán tài sản thì tôi có thể là ví dụ là một số các công ty về tàu biển chẳng hạn, thì giá vốn mua tài sản của họ sẽ ghi trên sổ sách sẽ là một khoản, và khi mà họ sử dụng tài sản đó thì khoản đó sẽ qua các năm thì cái giá trị sổ sách đó sẽ bắt đầu trừ đi một khoản gọi là khoản khấu hao. Và đến khi họ bán tài sản thì thực chất giá bán của họ sẽ không hoàn toàn khớp so với giá ghi trên sổ sách. Và khi giá bán này mà cao hơn giá trên sổ sách thì họ sẽ ghi nhận một khoản lợi nhuận. Thì ví dụ như vậy thì đối với các doanh nghiệp vận tải biển chẳng hạn, khi mà họ bán tài sản thì thường giá trị của con tàu rất lớn và khoản lợi nhuận này sẽ rất lớn so với khoản lợi nhuận thông thường mà họ đạt được, dẫn tới là doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng lên rất mạnh so với cùng kỳ. Ngoài ra thì còn có các câu chuyện về M&A hay là hợp nhất báo cáo tài chính với công ty con, cũng là những câu chuyện rất hay được kể trên thị trường chứng khoán. Ngoài yếu tố tăng trưởng mạnh về doanh thu và lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ, thì các yếu tố mà biến động mạnh đến giá cổ phiếu trong ngắn hạn và trung hạn như là các câu chuyện về thoái vốn, tăng vốn, phát hành riêng lẻ hay là phát hành trái phiếu, hay là các câu chuyện về được vào các danh mục các quỹ đầu tư chủ động hay các quỹ đầu tư thụ động, thì sẽ khiến cho cung cầu của giá cổ phiếu ở trên thị trường bị biến động, cũng như là về hoạt động cốt lõi, cũng như là biến động về mặt nhân sự của doanh nghiệp. Và những biến động về mặt nhân sự rất lớn này của doanh nghiệp thì rất có khả năng sẽ là một câu chuyện không chỉ đơn giản là trong ngắn hạn và trung hạn nữa, mà ảnh hưởng thậm chí tới dài hạn của doanh nghiệp. Đây là tôi đã đi qua các yếu tố
về đầu tư ngắn hạn, trung hạn và dài hạn thì cần quan tâm gì trong phân tích cơ bản, thì anh Bách cũng sẽ chia sẻ dưới góc nhìn phân tích kỹ thuật kỹ hơn. Vâng, mọi người nhìn thấy là anh Hoàng vừa chia sẻ là phân tích cơ bản thì phục vụ cho ứng dụng trong cái việc là chúng ta đầu tư dài hạn đúng không? Trung hạn và thậm chí là cả ngắn hạn. Thế thì cái phân tích ứng dụng của phân tích kỹ thuật thì nó như thế nào, và liệu rằng là chúng ta có thể kết hợp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản được hay không, đúng không? Thì đối với lại cái việc kết hợp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản ấy, thì nếu mà ở đây thì chắc là mọi người, nếu mà ai mà các bạn mà đã tìm hiểu về phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản rồi ấy, thì mọi người cũng rất hay nghe, và ở trên mạng, ở trên các cái nhiều tài liệu thì họ cũng hay nói là phân tích cơ bản thì chúng ta tìm ra cái yếu tố cơ bản của doanh nghiệp, rồi là chúng ta định giá ra cái giá trị của doanh nghiệp, sau đấy thì chúng ta áp dụng cái phân tích kỹ thuật vào để tìm các cái điểm mua điểm bán của giá cổ phiếu, đúng không? Thế thì cái việc mà chúng ta nghe thế thì chúng ta thấy là cái việc mà kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật ấy, thì dường như nó là một cái công cụ hoàn hảo, đúng không ạ? Thế nhưng mà thực tế thì không phải chia sẻ thực sự với cả các bạn là thực tế thì đôi khi nó cũng sẽ không phải là như vậy, mà cái quyết định cái việc mà chúng ta có kết hợp được phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật hay không ấy, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái khả năng ứng dụng, cái mức độ chuyên sâu của chúng ta về từng cái phương pháp, và cái hiểu biết thực sự của chúng ta về từng cái công cụ, thì chúng ta mới mới xem xét cái việc và cũng trong từng cái hoàn cảnh, từng cái thị trường thì chúng ta mới có thể xem xét cái việc là có kết hợp một cách tốt nhất phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật hay không, hay là chỉ đơn thuần là chúng ta chỉ dùng phân tích cơ bản hoặc là chỉ dùng phân tích kỹ thuật. Đó, thì trên thực tế thì cũng có rất nhiều nhà đầu tư họ chỉ họ họ không biết về phân tích kỹ thuật mà họ đã trở thành những nhà đầu tư rất là thành công, thậm chí là những nhà đầu tư huyền thoại, đúng không ạ? Thì mọi người nhìn thấy là một cái nhân vật rất là nổi tiếng mà áp dụng cái phân tích cơ bản đúng không ạ? Vào thị trường, và ông hiện tại đang sở hữu khối tài sản rất là khổng lồ và với một cái tầm nhìn dài hạn. Đó, thì nhân vật đấy thì chắc hẳn là rất nhiều người biết đấy, đúng không ạ? Thì đấy là Warren Buffett đúng không ạ? Thì với cái triển vọng, với cái cách, cái công cụ của ông đi tìm hiểu về doanh nghiệp, ông hiểu rất sâu về doanh nghiệp, hiểu về triển vọng phát triển tương lai của doanh nghiệp, thì ông đã nắm giữ cổ phiếu dài hạn và cái tỷ suất sinh lời của ông rất là lớn, đem lại cho ông một cái khối tài sản rất là lớn từ cái thị trường tài chính, đúng không? Thế thì những nhân vật như vậy thì họ 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 hiểu biết rất là sâu về công cụ phân tích cơ bản. Chính vì vậy mà họ đã làm rất tốt, thậm chí họ không cần phải kết hợp bất cứ một cái gì cả, đúng không? Và họ có thể đạt được một cái tỷ suất sinh lời rất là đáng ngưỡng mộ. Ngược lại thì với phân tích kỹ thuật cũng vậy, trong cái quá trình mà sử dụng phân tích kỹ thuật của tôi ấy, thì tôi cũng có rất nhiều người bạn hoặc là rất nhiều nhà đầu tư mà tôi đã tư vấn, thì họ cũng thậm chí là và chỉ là tôi cũng chạy thực hiện rất nhiều các cái khóa training ấy. Thì có những nhà đầu tư mà họ cũng nói rằng là tôi không 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 biết gì về phân tích cơ bản, mà tôi cũng không muốn tìm hiểu thêm các phương pháp khác, tôi chỉ áp dụng phân tích kỹ thuật thôi. Đấy. Thế nhưng mà cái tỷ suất lợi nhuận của người ta cũng rất là tốt, bởi vì là người ta hiểu rõ cái bản chất của phân tích kỹ thuật trong từng cái giai đoạn thị trường, từng cái thời điểm và từng cái chu kỳ họ áp dụng vào để đầu tư trên thị trường, thì cái mức tỷ suất sinh lời của họ chỉ dựa trên thuần phân tích kỹ thuật cũng rất là tốt. Mà mọi người chắc hẳn cũng biết là trên thị trường chứng khoán, và đặc biệt là cái thị trường Forex và Bitcoin hiện nay có rất nhiều các cái robot ngoại trading, và nó cũng đem lại cái tỷ suất rất là lớn. Thì ở trên thị trường chứng khoán chúng ta cũng vậy, hiện tại có rất nhiều các nhà phân tích kỹ thuật họ đã tạo ra những cái hệ thống trading rất là mạnh và đem lại cái tỷ suất lợi nhuận rất lớn cho họ. Thì những cái hệ thống đấy thì họ đâu có cần biết là các cái yếu tố khác như phân tích cơ bản hay thông tin doanh nghiệp hay dòng tiền như thế nào đâu. Đó, thì họ chỉ cần dùng như vậy thôi là họ đã có thể kiếm được các cái lợi nhuận trên thị trường rồi. Thế nhưng mà để mà làm được như vậy thì họ phải rất là sâu, họ phải hiểu biết rất 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 sâu về cái công cụ phân tích kỹ thuật, và họ phải có một cái triết lý đầu tư dựa trên phân tích kỹ thuật rất là bài bản. Đó. Thế còn với chúng ta thì sao? Đặc biệt là với những nhà đầu tư mà chúng ta mới tham gia vào thị trường, hoặc là chúng ta chuyên một chút về phân tích cơ bản, nhưng mà chúng ta lại đang nhận thấy là với cái kiến thức về phân tích cơ bản của chúng ta thì chúng ta lại đang có một số các cái hạn chế nhất định
mà chúng ta chưa thể giải được bằng chính cái công cụ phân tích cơ bản, thì chúng ta đi tìm các cái công cụ khác để có thể bổ trợ và khỏa lấp được cái nhược điểm của cái công cụ phân tích cơ bản, thì chúng ta có thể áp dụng và kết hợp cái phân tích kỹ thuật vào, thì lúc đó chúng ta mới xem xét cái việc là thế thì chúng ta có thể dùng phân tích kỹ thuật để chúng ta bổ trợ và chúng ta khỏa lấp được những cái điểm yếu đối với lại những cái kiến thức về phân tích cơ bản của chúng ta, đúng không? Thì cái việc kết hợp như vậy ấy, thì tôi cho rằng là nó sẽ phù hợp với những các cái bạn mà mới tham gia vào thị trường mà chúng ta chưa đủ sâu về một cái công cụ nào đó, hoặc là chúng ta mặc dù chúng ta muốn đầu tư theo trường phái phân tích cơ bản nhưng mà chúng ta hiện tại chúng ta vẫn đang nhận ra những cái điểm hạn chế của mình khi mà sử dụng phân tích cơ bản, thì chúng ta có thể xem xét cái việc là chúng ta dùng cái công cụ phân tích kỹ thuật để chúng ta bổ trợ cho cái phương pháp chính của chúng ta là phân tích cơ bản, đúng không? Thế thì để mà hiểu được và dùng cái phương pháp phân tích kỹ thuật để bổ trợ và khắc phục được cái nhược điểm của phân tích cơ bản của chúng ta ấy, thì làm thế nào, thì chúng ta phải biết được là thế thì vai trò và cái cốt lõi của phân tích kỹ thuật là gì và cái ứng dụng của phân tích kỹ thuật nó như vào thị trường nó như thế nào, đúng không? Thế thì cái bản chất và vai trò của phân tích kỹ thuật thì như tôi vừa chia sẻ rồi. Thế thì cái việc mà áp dụng phân tích kỹ thuật vào thị trường ấy thì mình hình dung là chúng ta cũng phải xem xét cái việc liệu phân tích kỹ thuật kết hợp với phân tích cơ bản có được hay không. Thì ngoài cái việc là chúng ta phải hiểu rõ được là mình xem cái bản thân mình xem là mình hiểu được cái công cụ đó đến đâu, mà mình hiểu biết được cái vai trò và các cái đặc tính của từng công cụ, thì mình cũng phải xem xét là mình đầu tư vào thị trường nào. Đó. Tôi đơn cử như là nếu như chúng ta đầu tư vào thị trường hàng hóa, thị trường Forex và thị trường Bitcoin chẳng hạn, thì phần lớn và các nhà đầu tư là sử dụng cái việc là thực hiện thuần túy là phân tích kỹ thuật thôi. Thế còn nếu mà chúng ta nhìn thấy là ở trên thị trường chứng khoán chẳng hạn, thì cũng lại có rất nhiều các nhà đầu tư họ phải kết hợp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản lại. Thì tự chung lại thì cái việc mà chúng ta lựa chọn thị trường nào thì nó cũng sẽ quyết định cái việc là chúng ta dùng cái công cụ nào là chủ yếu và có nên kết hợp với các cái công cụ khác hay không. Thứ hai nữa là cái mục đích của chúng ta, thì như tôi vừa chia sẻ là nếu như các bạn chuyên có cái thế mạnh về phân tích cơ bản nhưng mà vẫn đang nhận ra những cái hạn chế của mình, thì các bạn nên sử dụng phân tích kỹ thuật để có thể khỏa lấp và bù đắp cho các cái phần cái nhược điểm đó. Thì tôi ví dụ ở đây một cái ví dụ rất là cụ thể mà rất nhiều người cũng có cái câu hỏi. Ví dụ như anh Hoàng vừa nói đến HPG, đúng không ạ? Thì mọi người nhìn thấy là trong năm vừa rồi, trong khoảng 6 tháng vừa rồi, thì HPG luôn luôn là một cổ phiếu mà được đánh giá rất tốt nhất thị trường về mặt cơ bản, đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta thấy là giá cổ phiếu thì đôi khi là trong ngắn hạn thì nó lại không đi cùng với cái triển vọng về mặt cơ bản, đúng không ạ? Thì rất nhiều nhà đầu tư đã mua vào HPG và hỏi tôi là thế tại sao HPG lại đi xuống trong khi mà mọi thứ của nó vẫn rất là tốt và nó vẫn là một cái doanh nghiệp tăng trưởng. Nhưng mà giá cổ phiếu lại đi xuống và thậm chí là nó ảnh hưởng đến cái khoản đầu tư của người ta và khiến cho người ta bị lỗ, rủi ro, thua lỗ về mặt ngắn hạn. Thì đấy chính là cái mà tôi cho rằng là có thể chúng ta nếu như chúng ta có hiểu biết thêm về phân tích kỹ thuật thì có thể sẽ chúng ta sẽ hạn chế được phần nào cái câu hỏi đó, là bởi vì ok, một doanh nghiệp mà được đánh giá là phân tích cơ bản tốt, đúng không ạ? Thế nhưng mà mọi người cũng hình dung là như anh Hoàng vừa chia sẻ, thì cái phân tích cơ bản nó thường có cái tầm nhìn trung hạn và dài hạn. Còn ngắn hạn thì có thể là nó có những cái thông tin về mặt cơ bản, thông tin mang tính chất thời điểm thôi. Nhưng mà về cái triển vọng doanh nghiệp thì chúng ta phải nhìn một cái triển vọng về chung và dài hạn, đúng không ạ? Thế thì với một cái triển vọng chung và dài hạn như vậy thì nhà đầu tư chúng ta thường là hay bị là gì? Khi mà được các cái tổ chức họ đưa ra các cái báo cáo về triển vọng của doanh nghiệp, đúng không ạ? Tốt thì chúng ta lại ngay tại cái thời điểm đấy, thì nếu như mà thực sự đúng vào cái thời điểm mà giá cổ phiếu nó đang ở những cái vùng tốt, vùng giá tốt ấy, chúng ta mua vào thì chúng ta sẽ thấy được là chúng ta sẽ kiếm được ngay lợi nhuận và chúng ta thấy là mua vào cái là giá cổ phiếu tăng ngay. Thế nhưng mà cũng rất nhiều nhà đầu tư gặp phải một cái tình trạng là khi chúng ta vừa được khuyến nghị và chúng ta đọc được một cái báo cáo phân tích tốt về một cái cổ phiếu, khuyến nghị mua một cái cổ phiếu tốt, nhưng mà lại đúng cái thời điểm đấy thì giá cổ phiếu lại đang ở những cái vùng cao chẳng hạn, thì chúng ta mua vào đó thì trong về mặt ngắn hạn thì không phải là cái yếu tố cơ bản nó sẽ quyết định, yếu tố cơ bản về triển vọng doanh nghiệp, về định giá nó sẽ quyết định cái tầm nhìn, cái diễn biến của cổ phiếu trong chung dài hạn. Thế còn về mặt ngắn hạn ấy, thì chủ yếu là cái cung cầu của cổ phiếu trong ngắn hạn nó sẽ quyết định cái diễn biến giá của cổ phiếu trong ngắn hạn. Chính vì vậy mà
Nếu mà chúng ta mua ở cái thời điểm đó mà giá cổ phiếu đi xuống ấy, mà chúng ta lại bảo là tại sao lại 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 cái cổ phiếu tốt nó lại đi xuống, thì nó không hẳn là do cổ phiếu tốt mà giá nó lại đi xuống, mà đơn giản nó chỉ là trong ngắn hạn thì cái cung cầu cổ phiếu đấy nó đã khiến cho giá cổ phiếu nó đi xuống, là bởi vì là có thể là trước đó thì cái thông tin tốt đấy nó đã được phản ánh vào giá, cái diễn biến tăng giá của cái cổ phiếu trước đó rồi, đúng không ạ? Thì mọi người nhìn thấy là có thể là cái lượng, với cái cổ phiếu với cái đánh giá tốt như vậy thì người ta đổ xô và người ta mua ra cổ phiếu, thì cái lượng cầu của cổ phiếu đấy nó tăng lên rất mạnh, nó đẩy giá cổ phiếu lên, thì đến một cái mức nào đấy mà nó vượt quá xa so với cái triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp rồi thì giá cổ phiếu, giá thị trường nó sẽ lại giảm xuống đấy. Thì cái đó là cái mà tôi thấy là rất nhiều nhà đầu tư người ta đã gặp phải. Thế thì nếu như mà biết được một chút về, hiểu biết được một chút về phân tích kỹ thuật chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy là ok, với một cái doanh nghiệp mà được đánh giá có cơ bản tốt và cái tiềm năng tăng trưởng rất là tốt trong chung và dài hạn như vậy ấy, thì có thể là chúng ta sẽ áp dụng, chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ phân tích kỹ thuật để chúng ta tìm ra được thì cái điểm này là cái điểm mà có thể là giá cổ phiếu nó cũng đã bắt đầu điều chỉnh tốt rồi đây, thì chúng ta bắt đầu thực hiện mua vào thì nó sẽ tốt hơn cho cái việc là chúng ta mua bất kỳ ở một cái thời điểm mà chẳng may cái thời điểm đó lại dính đúng vào cái thời điểm mà nó là một cái đỉnh cao ngắn hạn của giá cổ phiếu, thì lúc đó thì nếu mà chúng ta mua và chúng ta có một cái tầm nhìn nó ngắn hạn, mà chúng đặc biệt là chúng ta không hiểu biết sâu hơn về 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 doanh nghiệp thì chúng ta sẽ rất là sốt ruột. Thì cái đấy là cái một cái ví dụ mà tôi cho rằng là điển hình trong cái việc là chúng ta có thể sử dụng phân tích kỹ thuật để bổ trợ và kết hợp với phân tích cơ bản. Dạ vâng, và em xin được cảm ơn phần chia sẻ vô cùng tâm huyết và rất nhiều thông tin hữu ích từ hai anh ạ. Dạ vâng, và trong phần chia sẻ vừa rồi thì phía bên chúng mình đã nhận được rất nhiều những câu hỏi từ phía bạn khán giả. Vậy thì chắc có lẽ bây giờ em sẽ xin phép anh Bách và anh Hoàng để được chuyển những câu hỏi này từ các bạn đến hai anh để có thể giải đáp giúp các bạn ạ. Dạ vâng, và ở đây thì em đang thấy là có bạn Lê Hà Trang Chắc hỏi đang cái này hỏi chứ. cho hai anh như sau. Em thấy Hòa Phát được nhiều người đánh giá cao mà sau nửa năm nay giá giảm vậy ạ? Đây là câu hỏi đầu tiên ạ. Em xin mời hai anh Này. Hỏi đi. Hiện lên cho anh nhé. Tôi ngồi xong. Zalo à? Dạ. Chắc là đầu tiên là để mình xin phép là trả lời dưới góc độ là phân tích cơ bản đã, rồi anh Bách sẽ đề cập kỹ hơn về góc độ phân tích kỹ thuật của Hòa Phát. Thì đối với cổ phiếu Hòa Phát là tại sao giá cổ phiếu bị giảm trong chắc là bắt đầu từ giữa năm 2021 đến thời điểm hiện tại là xu hướng giá giảm liên tục. Thì đối với định giá của mặt về mặt định giá của Hòa Phát thì trước hết là mình dưới góc độ bản thân thì mình cũng nhận thấy là định giá hiện tại của Hòa Phát là thấp hơn là cao hơn so với giá hiện tại, tức là hiện tại giá cổ phiếu dưới góc độ nhìn nhận cá nhân của mình là chưa phản ánh đầy đủ giá trị nội tại của doanh nghiệp và chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của doanh nghiệp dưới góc độ Dung Quất 2. Còn giá tại sao giảm từ giữa năm ngoái tới đầu năm nay thì mình có thể trả lời đó là dưới góc độ phân tích cơ bản thì lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Hòa Phát là đạt đỉnh khi mà giá thép so với năm 2020 là tăng gần như gấp rưỡi, và sang năm 2021 thì theo dự báo thì xu hướng giá thép sẽ là đi xuống. Đối với một doanh nghiệp khi mà có kết quả kinh doanh đi xuống thì khó mà mọi người có thể kỳ vọng là giá cổ phiếu sẽ tăng lên, và khi đó thì thường thì tâm lý các nhà đầu tư sẽ thường có xu hướng bán ra. Ngoài ra dưới góc độ cơ cấu cổ đông thì mình nói qua một chút là góc độ cơ cấu cổ đông của Hòa Phát là tương đối phân tán và họ không không có cổ đông mà nắm giữ cổ phần quá lớn, mà lớn nhất thì vẫn là gia đình nhà ông Trần Đình Long cũng như là ban lãnh đạo của Hòa Phát, thì tỷ lệ nắm giữ của họ thì theo mình ước tính thì chỉ khoảng 40% thôi. Như vậy thì 60% sẽ được quyết định bởi quỹ và các nhà đầu tư cá nhân. Khi đó thì về mặt cung cầu dòng tiền trên thị trường thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giá cổ phiếu. Trong khi đó thì thường xu hướng của ban lãnh đạo Hòa Phát thì họ không tham gia quá nhiều vào hoạt động diễn biến giá cổ phiếu, mặc dù có tham gia trong quá khứ cũng khá nhiều lần tham gia nhưng mà không quá nhiều, thì dẫn tới là dòng tiền trên thị trường sẽ thường quyết định giá cổ phiếu. Anh Bách sẽ chia sẻ rõ hơn về góc độ phân tích kỹ thuật. Cái case về HPG này thì chắc là mình cũng vừa nói rồi đấy, tức là giá cái triển vọng của doanh nghiệp thì vẫn là rất là tốt đấy, thì có lẽ là cái việc tại sao mà giá nó chưa tăng ấy, hoặc là mà giá cổ phiếu nó có khi là nó lại đang xuống trong một cái bối cảnh mà
triển vọng cơ bản vẫn tốt. Thì có lẽ là trong ngắn hạn thì cái triển vọng của cổ phiếu HPG ấy, thì mọi người phải nhìn lại là trong quá khứ, trong năm 2021 ấy, thì HPG là một cái cổ phiếu blue chip vốn hóa lớn, nhưng mà đã có một cái mức tăng trưởng rất là nóng. Nếu mà tôi nhớ không nhầm thì tính từ cái đáy năm 2020 là bắt đầu trong một cái chu kỳ tăng mới của thị trường ấy, thì chỉ trong vòng có hơn một năm rưỡi thôi, gần một năm rưỡi, giá cổ phiếu HPG đã tăng khoảng gần 5 lần. Đó, gần 5 lần. Thì đây là cái, nếu mà chúng ta nhìn thấy là một cái cổ phiếu vốn hóa lớn top đầu của thị trường mà cái mức tăng trưởng của nó đến hơn gần 500%, thì nó là một cái mức tăng rất là mạnh, rất là lớn, đúng không ạ? Nó giúp thì cái việc mà chúng ta thấy là ở trong giai đoạn này thì chúng ta nhìn là thế thì giá cổ phiếu giảm. Nhưng mà cái triển vọng cơ bản tốt nhưng mà giá cổ phiếu giảm. Thế nhưng mà nhiều khả năng là chúng ta phải nhìn thấy là cái triển vọng này thì trên thị trường chứng khoán ấy, thì thông thường giá cổ phiếu nó hay đi trước là cái triển vọng và những cái yếu tố tiềm năng và cái triển vọng cơ bản của thị trường, thì thường là được cái giá cổ phiếu nó phản ánh trước vào đấy đâu đó khoảng 3 tháng hay 6 tháng. Bởi vì thị trường chứng khoán là một cái thị trường mà nó có là thị trường của một cái của kỳ vọng, đúng không ạ? Thế thì cái việc mà giá cổ phiếu HPG nó tăng trưởng mạnh trong cái năm 2021 ấy, thì nhiều khả năng là nó đã phản ánh khá là đầy đủ cái tiềm năng và tăng trưởng của HPG ở trong tương lai gần rồi. Thế thì đến khi mà chúng ta thấy là các cái triển vọng đấy nó rõ ràng ra rồi ấy, thì có lẽ là cái cổ phiếu, giá cổ phiếu nó lại bắt đầu đi vào dạng một cái giai đoạn người ta hay gọi là tích lũy, để tạo ra một cái nền giá mới, để chờ các cái yếu tố, các cái catalyst tăng trưởng tiếp theo, thì lúc đó nó sẽ giúp cho giá cổ phiếu tiếp tục vào một cái chu kỳ tăng trưởng mới. Thì đấy là cái mà mình cho rằng là nó là cái nguyên nhân để mà nó xảy ra cái tình trạng là biến động ngắn hạn và biến động về mặt chung dài hạn theo cái triển vọng cơ bản nó bị lệch pha nhau. Còn câu hỏi. Cảm ơn câu trả lời của hai anh ạ. Dạ vâng, và vì do thời gian có hạn, thế nên là toàn bộ câu hỏi các bạn chúng mình sẽ được để dành những phần Q&A ở phần cuối chương trình nha. Và để quay lại phần chia sẻ của hai anh, thì phần chia sẻ trước phần Q&A vừa rồi thì chúng ta có thể thấy đó là một phần chia sẻ có rất nhiều những cái lý thuyết hay là những cái từ ngữ chuyên ngành mà chúng ta cần những cái nhìn thực tế hơn để có thể hiểu sâu hơn. Vậy thì bây giờ em có thể mời hai diễn giả của chúng ta có thể nói thêm cho các bạn về những cái case study thực tế hay là cái cách mà chúng ta ứng dụng những cái lý thuyết này vào thực tế như thế nào để các bạn có thể hiểu rõ hơn được không ạ? Dạ vâng. Tiếp theo thì tôi xin phép đi sang một số case study mà xin khuyến nghị với các bạn là đây không phải là khuyến nghị đầu tư, mà case study này thì chỉ nhằm mục đích là nhìn lại các câu chuyện trong quá khứ. Chúng ta có thể học hỏi được từ quá khứ về các câu chuyện rằng tại sao nó đã tăng trưởng lợi nhuận, tăng trưởng doanh thu như thế, và tiềm năng doanh tại thời điểm đó thì đã có những cái điểm nhấn gì giúp cho doanh nghiệp mà có sự thay đổi lớn như vậy. Thì case study đầu tiên thì sẽ đến là mã VCS, là công ty VicoStone. Với mã này thì có hai thời điểm trong quá khứ mà tôi muốn nhắc đến. Đây là thời điểm cuối năm 2018 và thời điểm cuối năm 2020. Hay nói cách khác là năm 2021 thì có một sự thay đổi khá lớn. Thì cuối năm 2020 thì có thể là thời điểm timing tốt đối với các nhà đầu tư. Thì đối với mã cổ phiếu VicoStone thì nói qua một chút về công ty, thì VicoStone là là công ty mà sản xuất chủ yếu là đá thạch anh nhân tạo. Và với sản phẩm đá thạch anh nhân tạo thì họ xuất đi khá nhiều thị trường. Tuy nhiên thì thị trường Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất, với tỷ trọng xuất khẩu doanh thu của họ chiếm tới là từ 80 đến 90%, và trong thời gian gần đây thì thậm chí còn trên 90% khi mà thị trường Mỹ tăng trưởng mạnh. Như vậy thì tại sao thị trường Mỹ lại tăng trưởng mạnh như thế? Thì cần nhìn lại vào thời điểm vào cuối năm 2018. Thời điểm này thì Trung Quốc, tại thời điểm này thì có một số các sự kiện lớn đã diễn ra. Đây là thời điểm mà Tổng thống Donald Trump đã áp thuế lên Trung Quốc, chống bán áp thuế lên tất cả các sản phẩm Trung Quốc. Trong đó thì riêng với mặt hàng đá thạch anh nhân tạo thì áp lên Trung Quốc là 10%. Và sau đó thì Trung Quốc cũng chịu một cuộc kiện tụng liên quan đến việc chống bán phá giá về các mặt hàng đá thạch anh.
thì dẫn tới là thị trường Trung Quốc tiếp tục phải chịu thêm thuế chống trợ cấp là từ 30 đến tận hơn 170%. Ngoài thuế chống trợ cấp thì còn tiếp tục bị áp thuế thuế chống bán phá giá là từ 200 đến 300%. Như vậy thì có thể nói cách khác là gần như tất cả các sản phẩm đá từ Trung Quốc là xuất sang Mỹ gần như là rất khó, bởi vì chịu mức thuế lên chồng chồng lên nhau lên tới từ 300 đến 400%. Như vậy thì doanh nghiệp VCS đã được hưởng lợi như thế nào tại năm 2019? Thì như chúng ta có thể thấy, đây là giá trị nhập khẩu đá thạch anh nhân tạo theo theo quốc gia tại vào thị trường Mỹ. Thì chúng ta có thể thấy người chơi lớn nhất ở đây chính là Trung Quốc, với năm 2018 thì sản lượng xuất khẩu vào thị trường Mỹ của họ lên tới hơn 1,2 tỷ đô và chiếm gần như là hơn một nửa toàn bộ thị trường xuất khẩu vào thị trường đá thạch anh xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Với việc mà các sản phẩm đá mà xuất sang thị trường Mỹ chịu áp lực các loại thuế chống bán phá giá, chống bán phụ trợ cấp cũng như là thuế mà Tổng thống Donald Trump áp lên như vậy, thì chúng ta có thể nhìn thấy cái ô màu vàng này là năm 2019 thì sản lượng của họ sụt đi nhanh chóng, và sự sụt đi của thị trường Trung Quốc thì chính là cơ hội cho các thị trường khác, ví dụ như là thị trường Việt Nam, thị trường Tây Ban Nha và thị trường Canada tăng sản lượng xuất khẩu đến thị trường Mỹ. Thế thì rõ ràng rằng câu chuyện về chống bán phá giá này lên thị trường Trung Quốc hay là Tổng thống Donald Trump áp thuế, thì những thông tin này thì thường đầy rẫy trên mạng và mọi người có thể biết được. Và chỉ cần phân tích một chút thì mọi người có thể nhìn thấy là việc VicoStone xuất khẩu mặt hàng của VicoStone là đá thạch anh nhân tạo, và thị trường tiêu thụ chính thì là Mỹ với tỷ trọng xuất khẩu là hơn 80%. Và khi đó thì hưởng lợi lớn nhất khi mà các sản phẩm đá này bị từ thị trường Trung Quốc bị áp thuế, thì người hưởng lợi rất nhiều là chính là VicoStone xuất khẩu từ thị trường Việt Nam, dẫn tới là cả doanh thu cả giá bán của VicoStone vào thị trường Mỹ thì trong năm 2019 là tăng tương đối mạnh. Và cụ thể thì doanh thu và lợi nhuận sau thuế của VicoStone năm 2019 thì đều tăng hơn 20%. Mặc dù là trong bối cảnh là thị trường bất động sản của Mỹ tại thời điểm đó là cũng tương đối bão hòa và gần như là đi ngang, mà VicoStone đạt được mức tăng trưởng lớn như vậy, thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng việc thị trường tiêu thụ, việc chúng ta phân tích kỹ thị trường tiêu thụ nó đã quan trọng như thế nào, ảnh hưởng đến bức tranh chính của VicoStone năm 2018. Và nếu như mà tham minh đầu tư vào thời điểm này thì cũng là cơ hội tương đối tốt. Đây là câu chuyện về thuế chống bán phá giá năm 2018, và tiếp theo nữa là câu chuyện năm 2019 khi mà thị trường bất động sản tại Mỹ tăng trưởng mạnh. Thì như chúng ta đều biết thì dịch Covid năm 2020 thì đã ảnh hưởng mạnh đến toàn thế giới chứ không riêng gì Mỹ, và riêng tại thị trường Mỹ thì bất động sản năm 2020 bị ảnh hưởng cực kỳ mạnh, bởi vì có một giai đoạn rằng các lệnh giãn cách hoặc phong tỏa tại nhiều thành phố lớn, khi mà dịch Covid là lan rộng thì đã khiến cho thị trường bất động sản tại khu vực này đóng băng. Ngoài ra thì giá bất động sản cũng nhiều khu vực cũng bị giảm. Và sau đó thì là những câu chuyện rằng chính phủ Mỹ đã kích cầu đưa ra các gói vay giá rẻ hay là các gói bơm tiền trực tiếp vào doanh nghiệp, bơm tiền trực tiếp vào trái phiếu, cổ phiếu hay là đưa tiền trực tiếp cho người dân. Và với khoảng thời gian mà người dân không được ra ngoài, với khoảng thời gian mà các doanh nghiệp xây dựng thì không thể xây 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 dựng được thêm các nhà mới, thì đây chính là những cái nhu cầu dồn nén trong năm 2020 và được thể hiện rõ nhất trong năm 2021 khi mà nhu cầu xây dựng tại Mỹ tăng mạnh. Và cụ thể ở đây thì xét riêng thị trường Mỹ thì trong quý 1 năm 2021 thì nhu cầu về 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 nhu cầu xây nhà mới đã tăng hơn 13% so với quý 1 năm 2020. Và đây thể hiện rõ là nhu cầu xây nhà mới tại thị trường Mỹ tăng mạnh, dẫn tới là việc tiêu thụ đá thạch anh nhân tạo thì được sử dụng chính tại bếp, nhà vệ sinh hoặc là ốp lát. Như vậy thì phụ thuộc chính vào nhu cầu bất động sản, dẫn tới rằng năm 2021 mặc dù là chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid, chịu ảnh hưởng bởi chi phí logistics rất là cao, tuy nhiên thì cuối cùng thì VicoStone vẫn tăng trưởng được doanh thu và lợi nhuận trên 20%. Như vậy thì chúng ta có thể nhìn nhìn trở lại trong quá khứ những bức tranh về tăng trưởng về doanh thu của VicoStone trong hai ví dụ tôi vừa nêu ra,
thì chúng ta có thể đều có thể nhìn thấy rằng mặc dù có khó khăn tại thời điểm đó, tuy nhiên thì bức tranh to hơn ở đây chúng ta có thể hiểu đấy là về tiềm năng tiêu thụ được sản phẩm tại thị trường đó khi mà đối thủ cạnh tranh bị mất đi, hay là tổng quan nhu cầu của thị trường tăng lên thì nó gần như lấn át tất cả các nhược điểm khác của doanh nghiệp. Và trở lại VicoStone của hiện tại thì chúng ta có thể thấy rằng VicoStone thì cũng trong năm 2022 thì cũng có thể nhìn thấy một bức tranh tiềm năng về phục hồi về sau đại dịch COVID-19. Ngoài ra thì chi phí logistics thì cũng giảm xuống khi mà đứt gãy chuỗi nguồn cung trong năm 2021 và 2020 thì cũng được giải quyết dần. Thì những nhu cầu những tăng trưởng trong về thị trường bất động sản tại thị trường Mỹ cũng như là đẩy mạnh tiêu thụ hơn tại thị trường Việt Nam thì cũng tiếp tục là những động lực về tăng trưởng doanh thu của VicoStone. Đấy là dưới góc độ doanh thu. Còn dưới góc độ ngược lại là dưới góc độ lợi nhuận thì đấy là dưới góc độ doanh thu. Còn đứng dưới góc độ chi phí thì chúng ta cũng cần phải nhìn nhận rằng chi phí đầu vào của VicoStone là có đá thạch anh, có resin. Đây là một chất mà được tổng hợp từ giá dầu, và khi giá dầu tăng cao thì cũng ảnh hưởng tới chi phí đầu vào của VicoStone. Và nếu đánh giá giữa hai yếu tố rằng doanh thu và chi phí đầu vào, yếu tố nào đang tác động mạnh hơn đến VicoStone trong tương lai, thì tôi vẫn đánh giá rằng VicoStone vẫn có tiềm năng tăng trưởng trong 2022. Tuy nhiên đây chỉ là dưới góc độ về tăng trưởng kết quả kinh doanh, chứ chưa đề cập đến mặt định giá của VicoStone. Một ví dụ tiếp theo nữa, tôi cũng xin phép đi qua nhanh thôi, là ví dụ về case study là về nhà máy là về công ty Nhân Nhân Trạch 2. Đây là một nhà máy sản xuất điện nhiệt điện, và mảng nhiệt điện của Nhân Trạch 2 như áp dụng những yếu tố mà chúng ta vừa học về trong ngắn hạn chẳng hạn, thì ví dụ như là sản lượng điện theo hợp đồng gia tăng, hay là sản lượng điện và giá bán trên thị trường phát điện cạnh tranh gia tăng. Đây chỉ là hệ quả của hai yếu tố mà khi chúng ta phân tích kỹ hơn. Yếu tố thứ nhất là Việt Nam bị ảnh hưởng bởi Covid rất mạnh trong năm 2021. Như vậy thì 2022 chỉ đơn giản là nó phục hồi từ nền thấp đã có sự tăng trưởng mạnh. Yếu tố thứ hai là yếu tố về nguồn cung điện trong năm 2021. Nguồn cung điện năm 2021 thì rất là mạnh từ thủy điện khi mà có hiện tượng La Nina diễn ra. Và khi hiện tượng La Nina diễn ra, kết thúc trong dự báo là kết thúc trong năm 2022, thì khi đó thì thiếu hụt nguồn cung điện trong năm 2022 sẽ tác động về nhu cầu cho các tác động đến nhu cầu của các nhà máy nhiệt điện, và các nhà máy nhiệt điện nói chung được hưởng lợi. Và cụ thể trường hợp ở đây là case study với mã NT2. Tôi chỉ đứng dưới góc độ là kết quả kinh doanh chứ chưa đề cập đến dưới góc độ định giá hay là khuyến nghị. Tiếp theo sẽ là anh Bách sẽ chia sẻ cụ thể hơn về phân tích kỹ thuật. Mọi người vừa mới nghe anh Hoàng trình bày về cái ứng dụng mà chúng ta thấy là ứng dụng cơ bản để chúng ta phân tích về mặt cơ bản. Còn ở đây thì có lẽ là về góc độ, từ cái góc độ mà chúng ta nhìn thấy các cái catalyst của doanh nghiệp, đúng không ạ? Về mặt tăng trưởng lợi nhuận, về mặt cơ bản thì chúng ta mới cụ thể hóa cái đấy ra thành một cái định giá, đúng không ạ? Ra một cái giá trị cho doanh nghiệp. Thế nhưng mà cái này thì có lẽ là thời gian cũng, đây là một cái buổi chia sẻ thôi, thì tôi cũng sẽ chỉ nói về một ứng dụng thế nào để chúng ta nhìn ra cái tiềm năng của doanh nghiệp dưới góc độ cơ bản thôi. Thế còn tiếp theo thì tôi sẽ nói thêm về cái việc là thế thì nếu mà chúng ta tìm ra được một cái doanh nghiệp tốt như VCS hay là như là NT2, đúng không ạ, trong quá khứ, thế thì chúng ta áp dụng phân tích kỹ thuật làm như thế nào để chúng ta bổ trợ cho cái việc là đầu tư vào VCS và NT2, đúng không ạ? Thế thì ok, thì cái VCS là bao nhiêu nhỉ? Cuối 2018. Ôi, cái này tắt như này. Cuối 2018 và cuối 2020. Ok, mọi người nhìn đây là một cái cho những ai mà chưa nhìn thấy cái biểu đồ phân tích kỹ thuật, đúng không ạ? Thì mọi người nhìn thấy là
cái một khi mà chúng ta phân tích kỹ thuật thì đây chính là cái công cụ để cho chúng ta áp dụng phân tích kỹ thuật, đúng không ạ? Thì nó đơn giản là đây, cái phần ở trên này chính là đồ thị giá và cái khối lượng, thì đây chính là hai cái biến đầu vào của phân tích kỹ thuật. Và dựa trên cái giá giao dịch hàng ngày thì người ta vẽ lên được những cái đồ thị như thế này. Còn đây là một cái đồ thị nến, nếu mà mọi người tìm hiểu sâu hơn về phân tích kỹ thuật thì nó cũng sẽ có rất nhiều các cái bộ môn, các cái nhánh trong cái phân tích kỹ thuật. Mà chúng ta nhìn là phân tích đồ thị nến cũng là một trong những cái phương pháp mà áp dụng trong phân tích kỹ thuật. Thì cái phân tích nến này thì nó dựa trên cái việc là giá đóng cửa, giá cao nhất, thấp nhất và giá mở cửa của một cổ phiếu hay là của chỉ số, thì nó người ta vẽ lên được cái cây nến. Tuy nhiên thì mọi người cũng không cần phải lo, là tôi nói thì nó hơi có vẻ phức tạp, nhưng mà hiện tại thì máy móc nó đã giúp chúng ta làm hết, xử lý hết cái data đấy rồi, và chúng ta chỉ việc bật lên, đúng không ạ? Giống như bảng giá của BVSC thì mọi người nhìn thấy là chúng ta chỉ cần mở cái bảng giá ra, chúng ta kích vào mã là nó hiện lên ngay cái công cụ phân tích kỹ thuật để chúng ta nhìn rồi, rất là đơn giản. Thế thì quay trở lại về cái case study về VCS, đúng không ạ? Mọi người nhìn thấy là trong năm 2018, đúng không ạ, như anh Hoàng vừa trình bày, thì VCS được hưởng lợi khi mà Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá, đúng không? Thì đây sẽ là cái giai đoạn mà 2018, đúng không? Thế thì khi mà chúng ta nhìn thấy một cái cơ hội từ góc nhìn top down, vĩ mô, đúng không? Chúng ta nhìn xuống ngành thì VCS là một trong doanh nghiệp lớn mà được hưởng lợi bởi câu chuyện vĩ mô. Thế thì chúng ta sẽ đầu tư như thế nào? Và chúng ta dùng cái công cụ phân tích kỹ thuật này chúng ta bổ trợ cho cái phân tích cơ bản như thế nào nữa, đúng không? Thì nếu như mà giả sử như là anh Hoàng thì anh ấy nhìn thấy cái tiềm năng như vậy, là anh bắt đầu anh ấy ngồi anh làm mô đồ và anh chạy ra cái định giá. Thì giả sử như là ở cái thời điểm mà VCS, tôi nói về thời điểm 2018 thì tôi cứ cho rằng là cái thời điểm nó ở cái khoảng đầu năm đi, khoảng quanh quanh cái vùng này đi. Nó rơi vào cái khoảng tầm 88.600, đúng không? Mọi người nhìn thấy là thì tại cái thời điểm này thì anh Hoàng anh có thể anh nhìn ra một cái tiềm năng cho VCS, và anh ngồi anh định giá, anh tính ra giá cổ phiếu nó ở khoảng 120.000 chẳng hạn. Thế thì anh khuyến nghị cho mọi người, đúng không? Thế thì cái việc đầu tiên ấy, khi mà mọi người đọc cái báo cáo phân tích kỹ thuật đấy, phân tích cơ bản đấy ấy, thì mọi người nhìn hình dung là cái tầm nhìn của anh Hòa là một cái tầm nhìn chung và dài hạn, đúng không? Thêm vào đấy nữa ấy, thì khi mà anh Hòa anh nhìn ra cái câu chuyện đấy, thì cái câu chuyện đấy để mà nó ảnh hưởng từ góc nhìn, nó ảnh hưởng từ vĩ mô cho đến nội tại doanh nghiệp, thì nó cũng sẽ mất một cái khoảng thời gian, hay người ta gọi là độ lag nhất định, đúng không? Chứ nó không phản ánh ngay vào cái triển vọng kết quả kinh doanh ngay được. Thế thì cái việc đầu tiên là chúng ta, nếu mà chúng ta am hiểu một chút về phân tích kỹ thuật, thì mọi người có thể chúng ta mở cái bảng 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 đồ thị giá ra, chúng ta nhìn này. Đầu tiên ấy, là chúng ta nhìn là thế thì cái triển vọng về cái tiềm năng như anh Hoàng vừa nói ấy, nó đã tác động vào 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 giá cổ phiếu của VCS hay chưa, đúng không? Thế thì với một cái thông tin tích cực như vậy mà giá cổ phiếu nó vẫn đi xuống chẳng hạn, thì mọi người nhìn thấy là giá cổ phiếu nó hiện tại nó vẫn đang đi xuống, thì có lẽ là nhiều khả năng là cái thông tin tích cực đấy vẫn chưa được thị trường biết đến rộng rãi, và giá cổ phiếu nó vẫn chưa phản ánh được đây, nó chưa phản ánh vào cái thông tin đó, đúng không? Cái thông tin đó nó chưa phản ánh vào giá cổ phiếu. Thế thì chúng ta nhìn thấy là thế thì chúng ta nếu mà chúng ta nhìn tìm hiểu thêm một chút về phân tích kỹ thuật thì chúng ta nhìn thấy là cái xu hướng này đang là một cái xu hướng giảm, đúng không? Đó, thế thì chúng ta sẽ đợi cho sẽ đến khi nào mà giá cổ phiếu nó kết thúc cái xu hướng giảm này chẳng hạn. Chúng ta đã biết được cái tiềm năng tăng trưởng trong chung và dài hạn của cổ phiếu rồi, đúng không? Thì trước sau khi mà cái với cái tiềm năng đó thì giá cổ phiếu nó sẽ quay trở lại cái giá trị nội tại của nó. Đấy, giả sử là như tôi vừa nói là 120.000 chẳng hạn. Thế thì về mặt chung dài hạn kiểu gì nó sẽ quay lại cái vùng giá đó. Thế thì ngắn hạn cái việc của chúng ta là chúng ta khắc phục cái nhược điểm phân tích kỹ thuật, nhược điểm mà chúng ta vẫn còn hạn chế về mặt phân tích cơ bản ấy, thì chúng ta sẽ có thể chúng ta bù đắp vào bằng việc là chúng ta nhìn về phân tích kỹ thuật một chút, và chúng ta xem là thế thì cái điểm nào nó kết thúc cái xu hướng giảm này thì chúng ta tham gia vào, hay là giá cổ phiếu nó giảm về một cái vùng giá mà chúng ta thấy là nó có một cái sự cân bằng về mặt cung cầu ngắn hạn, thì cái rủi ro giảm giá ngắn hạn lúc đấy nó không còn nữa, hoặc là nó giảm nó rất là thấp, cái xác suất giảm nó rất là thấp thì chúng ta mới tham gia vào, đúng không? Thì chúng ta sẽ được lợi về mặt thời gian và về mặt giá, đúng không? Thì ở đây để nói cái vấn đề đấy thì tôi nói một cách rõ hơn, có lẽ là cái buổi này thì tôi sẽ chia sẻ một cách nó tổng quát thôi để cho mọi người có thể hình dung được, là còn tại sao mà làm được như vậy thì có lẽ là chúng ta sẽ phải tham gia vào một cái chúng ta sẽ phải đọc sách và đọc về cái kiến thức chuyên sâu hơn về phân tích kỹ thuật, đúng không ạ? Thì mọi người rất hình dung mà mọi người nhìn thấy là gì, trực quan chúng ta thấy là xu hướng của VCS đang là một cái xu hướng giảm, đúng không ạ?
Đấy, thì còn thế nào là một xu hướng giảm thì có lẽ là chúng ta sẽ, đấy là một câu chuyện và nó sẽ dài hơn, đúng không? Thế nên khi mà chúng ta nhìn đấy là một cái, thông thường chúng tôi hay xác định xu hướng giảm bằng một cách rất là đơn giản là mọi người kẻ một cái đường trên line. À, một cái đường xu hướng để cho chúng ta nhìn thấy rất là trực quan, đúng không? Thế thì cái đường xu hướng này nó thể hiện cho chúng ta một cái trực quan là giá cổ phiếu nó đang vẫn đang trong xu hướng giảm. Thế thì đến khi nào mà rất dễ dàng là đến khi nào mà giá cổ phiếu nó cứ phá vỡ cái đường này, tức là nó xuyên qua cái đường này, thì là giá cổ phiếu nó kết thúc cái xu hướng giảm, đúng không? Thế thì cái việc mà chúng ta lựa chọn ở đây chẳng hạn, đúng không, mọi người nhìn thấy đâu ạ? Thế thì chúng ta có thể thấy thì cái triển vọng của doanh nghiệp thì chúng ta tiếp tục quan sát và chúng ta cập nhật số liệu về mặt cơ bản. Nhưng mà chúng ta tham minh một chút, hoặc là chúng ta bắt đầu thực hiện các chiến lược là giải ngân từng phần. Giải ngân từng phần, và đến khi nào mà nó thoát ra ở những cái vùng giá nó tốt rồi và cung cầu ngắn hạn lúc đấy nó cân bằng rồi, giá cổ phiếu nó có ít cái rủi ro giảm thì chúng ta bắt đầu giải ngân mạnh hơn vào đó để chúng ta nhìn thấy là cái target đấy. Thế còn cái đấy là cái cách mà để cho chúng ta kết hợp phân tích kỹ thuật để bổ trợ cho phân tích cơ bản. Thế còn ví dụ như mà những ai mà như tôi vừa nói là những ai mà người ta chuyên sâu về phân tích cơ bản như anh Hoàng ấy, thì có thể là anh biết được là thế thì khi với cái định giá đấy thì anh ấy discount đi với một cái biên an toàn, đúng không ạ? Thì ra được cái mức discount hấp dẫn so với cái định giá mà anh định giá ra. Thì có thể là ví dụ anh định giá ra 120 thì về về cơ bản là giá VCS ở cái vùng 88 thì nó chưa đủ hấp dẫn so với lại cái biên an toàn của anh ấy. Thì anh ấy đợi giá cổ phiếu nó về đến khoảng 60 thì anh mua vào. Thì lúc đấy thì anh cũng không cần biết đến phân tích kỹ thuật mà anh mua vào giá đấy, thì khi mà nó về đến ra cái vùng đấy rồi ấy, thì rất nhiều các cái nhà đầu tư ngắn hạn là họ bán rồi. Và lúc đấy chỉ còn lại những nhà đầu tư mà họ thực sự am hiểu doanh nghiệp như anh Hoàng thì anh mua vào. Thì cái áp lực rủi ro giảm ngắn hạn lúc đấy nó cũng không còn nữa. Thì về mặt cơ bản là về mặt logic chung ấy, thì bất cứ một cái công cụ nào mà chúng ta chuyên sâu thì chúng ta cũng đều có thể nhìn ra đi cùng một hướng là tìm kiếm được cái lợi nhuận trên thị trường. Đó. Thế thì tiếp theo ấy, thì ở cái giai đoạn 2020 đúng không? Cuối Cuối cơ 2020 thì VCS cũng là một cái giai đoạn mà nó được hưởng lợi, đúng không? Bởi câu chuyện về thị trường bất động sản 2020 và 2021 thì mọi người nhìn thấy là giá VCS tăng trưởng rất mạnh. Thế nhưng mà nếu mà giả sử mà trong đầu năm 2020 mà chúng ta mua ở đây này, đó, thì chúng ta phải trải qua một cái giai đoạn giảm. Đó, thì đối với lại cái biến động ngắn hạn này của giá cổ phiếu thì cái yếu tố nó không còn bị chi phối bởi cái yếu tố cơ bản nữa, mà thậm chí là nó yếu tố cung cầu của thị trường, và thậm chí là nó bị chi phối bởi cả cái diễn biến của thị trường chung. Thì chúng ta biết là dịch Covid-19 nó khiến cho toàn thị trường giảm rất là mạnh, đúng không ạ? Thế thì nó cũng khiến cho chính cái cổ phiếu VCS lúc này cũng giảm mạnh, mặc dù là triển vọng cơ bản rất là tốt, đúng không ạ? Nó mở ra rất nhiều các cái tiềm năng tăng trưởng về mặt cơ bản. Đó, thế thì nếu mà chúng ta biết một chút nữa về cái phân tích kỹ thuật thì như tôi vừa nói, đúng không ạ? Mọi người nhìn thấy là thế thì chúng ta thấy là ở cái vùng này chẳng hạn thì nó vẫn chưa xác lập được cái xu hướng tăng, nó chưa thoát được cái xu hướng giảm ngắn hạn. Đó, thì chúng ta nếu thực chẳng may mà chúng ta muốn quyết tâm chúng ta giải ngân ấy, thì chúng ta cũng biết là thế thì không tội gì chúng ta giải ngân hết tiền cả, mà có thể là chúng ta giải ngân một phần ở đây thôi. Đó, để chúng ta đợi xem là khi nào mà nó thoát khỏi cái xu hướng giảm chẳng hạn thì chúng ta mới bắt đầu tiếp tục giải ngân và nâng tỷ trọng. Đó, thế thì để mà nói hơn một chút, chắc là cũng chia sẻ hơn thêm với mọi người một chút là thế thì tại sao mà nó kết thúc xu hướng giảm ấy, thì trong phân tích kỹ thuật nó có rất nhiều các cái phương pháp. Thì tôi vừa nói cái phương pháp một cái phương pháp mà tôi có thể dùng ngay cái đường trendline. Còn phương pháp mà có thể là phức tạp hơn một chút thì mọi người nhìn thấy là trong các cái chu kỳ của đường giá, trong phân tích thì có một cái bộ môn người ta gọi là phân tích chu kỳ ấy. Thì trong cái chu kỳ đấy thì người ta có chu kỳ về pha tăng trưởng của giá này, pha suy thoái của giá và pha tích lũy của đường giá. Đó, sau đấy thì trải qua đấy thì nó sẽ lặp lại các cái pha đó. Đấy, thì mọi người nhìn thấy này, đây là cái pha suy thoái của giá cổ phiếu này. Sau pha suy thoái thì nó bắt đầu bước sang cái pha tích lũy. Đó. Pha tích lũy xong thì nó bắt đầu bước nó quay trở lại cái pha tăng trưởng. Đấy, thì cái cách để chúng ta xác định các cái chu kỳ của giá nó cũng sẽ giúp cho chúng ta biết được tại ở những cái vùng giá nào và đến thời điểm nào thì chúng ta tham gia vào thị trường. Thì với những cái đấy như vậy thì chúng ta có thể kết hợp với lại một cái triển vọng tốt về mặt cơ bản. Thì chúng ta nhìn thấy là thì cái doanh nghiệp tốt thì tương lai thì chắc chắn là tương lai nó sẽ phải quay về với cái mặt bằng định giá phe của nó thôi. Thì cái việc mà chúng ta kết hợp phân tích cơ kỹ thuật vào thì chỉ đơn giản là chúng ta sẽ lựa các cái thời điểm nào mua tốt nhất để chúng ta tham gia thôi. Đó. Rồi với lại cái cổ phiếu VCS cũng vậy.
thì cũng bên đây cũng có một cái trong cái chia sẻ phần ở trên ấy, thì mọi người cũng nhìn thấy là thế thì cái việc mà chúng ta kết hợp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản ấy thì liệu là thế thì phân tích cơ bản là nó cho chung và dài hạn, thế thì phân tích kỹ thuật nó chủ yếu là nó ngắn hạn, thế nhưng mà nó có dài hạn được hay không? Đó, thế thì cái việc mà chúng ta kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật ấy thì nó cũng nhằm cho cái việc là bổ sung cho cái một cái tầm nhìn dài hạn cho doanh nghiệp. Thì ở trong phân tích kỹ thuật nó cũng có một cái bộ môn là sóng Elliott, thì mọi người cũng hình dung là đây là một trong những cái phương pháp để chúng ta xác định cái bước sóng dài hạn của cái bước dịch chuyển dài hạn của giá cổ phiếu. Đó, thì ví dụ như VCS tính từ cái đáy 2020 đấy, mọi người nhìn thấy không? Thì trong sóng Elliott thì nó đã trải qua đủ 5 sóng, đúng không? Cái sóng đầu tiên của nó, sau đấy thì bước vào cái sóng thứ hai và chúng ta có một cái sóng thứ ba kết thúc ở cái sóng năm. Đó, và sau đấy nó chuyển qua một pha suy thoái mới. Bắt đầu hiện ở thời điểm hiện tại thì có vẻ như đang bắt đầu bước vào một cái chu kỳ tích lũy mới rồi. Đó, thì chu kỳ này thì nếu mà chúng ta nếu bạn nào mà các bạn đang 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 học về phân tích cơ bản thì hoàn toàn là chúng ta có thể xem xét cái cổ phiếu này. À, chúng ta có thể đặt đi tìm hiểu về doanh nghiệp, chúng ta bắt đầu lập các mô hình định giá thì chúng ta nhìn xem là à thế thì cái giá cổ phiếu nó đang ở một cái chu kỳ tích lũy rồi này, có nghĩa là cái cung cầu ngắn hạn nó đã cân bằng rồi đây, đúng không ạ? Thế thì nếu mà nó có một cái sự động lực nào đó về mặt cơ bản nữa thì nó sẽ bước vào một cái pha tăng trưởng mới. À, thế thì đấy là những cái mà chúng ta có thể kết hợp phân tích kỹ thuật vào để chúng ta nhìn bổ sung thêm cho cái phân tích cơ bản, thì lúc đấy chúng ta sẽ đạt được một cái hiệu quả đầu tư nó sẽ có thể là nó sẽ tốt hơn khi mà chúng ta vẫn còn những cái nhược điểm so với ở cái công cụ mà chúng ta đang sử dụng. À, chuyển sang cái câu chuyện về NT2 ấy, thì có anh Hoàng trong cái câu chuyện về VCS đúng không ạ? Thì anh Hoàng cũng cũng nói rõ là cái việc là chúng ta đang nhìn một cái triển vọng trong quá khứ để chủ yếu là chúng ta áp dụng cái kiến thức phân tích dựa trên cái CFA đúng không ạ? Những cái kiến thức trong CFA để chúng ta phân tích cơ bản. Phân tích về cái triển vọng của một cái cổ phiếu của một doanh nghiệp. Thế thì còn đối với NT2 thì anh Hoàng cũng nhìn rất ra những cái tiềm năng để chúng ta tức là chỉ ra cho chúng ta những cái tiềm năng trong tương lai của cổ phiếu NT2 đúng không ạ? Rất là đầy đủ. Thế thì cũng tương tự như vậy thì để chúng ta áp dụng phân tích kỹ thuật vào để chúng ta bổ sung cho cái việc phân tích cơ bản ấy để có thể đoán định hoặc là dự báo cái xu hướng tương lai của cổ phiếu NT2 đúng không ạ? Thì tôi chỉ giả định rất đơn giản đây thôi là anh Hoàng anh đang nhìn thấy rất nhiều cái tiềm năng của NT2 và có thể anh định giá ra cái NT2 ở cái vùng giá khoảng 28.000 chẳng hạn đúng không ạ? Thì trong một cái tầm nhìn chung dài hạn. À, thế thì chúng ta thấy là thế thì thời điểm này là thời điểm mà chúng ta đã mua được chưa? À, thì những cái câu hỏi mà tôi vừa nói ở trong phần VCS ấy, thì liệu những cái tiềm năng của NT2 nó đã phản ánh vào giá chưa đúng không ạ? Thì mọi người nhìn thấy là cái cổ phiếu này nó đang ở trong một cái pha điều chỉnh đúng không ạ? Thì có lẽ là cái tiềm năng đó nó đang giúp cho giá cổ phiếu có thể là nó đang bắt đầu trở nên hấp dẫn về mặt định giá rồi đúng không ạ? Và những cái thông tin triển vọng đấy nó đang dành cho chỉ nó mới chỉ dành cho những nhà đầu tư mà chúng đang chuyên sâu về mặt cơ bản và đang 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 phân tích rất sâu về NT2 mới nhìn ra. À, thì còn khi mà những cái thông tin đó nó đã được 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 ra lan rộng, ví dụ như anh Hoàng anh làm xong mà anh đi anh ấy làm báo cáo và anh ấy public ra thị trường thì rất nhiều nhà tư họ đọc được thì họ thấy là tiềm năng thì họ bắt đầu mua vào, thì lúc đấy giá cổ phiếu nó đã tăng lên rồi đấy. Thế thì ở những cái giai đoạn này là giai đoạn mà nếu chúng ta nhìn thấy tiềm năng thì chúng ta lại chúng ta nhìn thêm một chút về mặt kỹ thuật chẳng hạn. Thì cái xu hướng từ tháng 4 đến nay là một cái xu hướng tăng trưởng của về mặt chu kỳ tăng trưởng của giá đúng không? Của NT2. Thế thì cái pha này này, cái pha gần này là cái lại là một cái pha điều chỉnh ngắn hạn của NT2 đúng không? Thì được. Sau một cái quá trình điều chỉnh hay tôi vừa gọi là pha suy thoái thì mọi người hình dung là nó đang bước vào cái quá trình tích lũy. À, thì cái quá trình này nó thể hiện một cái sự cân bằng ngắn hạn về mặt cung cầu. Thì rõ ràng là khi mà cung cầu nó cân bằng rồi thì chúng ta có thể xem xét đến cái việc là nếu mà NT2 thực sự triển vọng và ra một cái mức định giá hấp dẫn outperform so với giá hiện tại, giá thị trường hiện tại thì chúng ta có thể xem xét cái việc là chúng ta mua vào NT2. Mà nếu mà nhìn về mặt kỹ thuật ở cái vùng giá này thì chúng ta thấy là giá rủi ro ngắn hạn nó cũng khá là ít rồi, đúng không? Vì cân bằng cung cầu rồi thì chúng ta có thể đây đây là một cái vùng mà chúng ta bắt đầu có thể giải ngân được rồi. Đấy là cho những nhà tư mà chúng ta thuần về phân tích cơ bản, đúng không? À, thế còn về về cũng chia sẻ thêm một chút nữa là ngoài các cái về mặt phân tích kỹ thuật thì nó không chỉ là về đường xu hướng đường trendline hay là về sóng Elliott mà nó còn là về các cái mẫu hình giá nữa. À, thì mọi người nhìn thấy là đây này trong trải qua cái quá trình mà tăng điểm tăng trưởng thì đến thời điểm hiện tại này là một cái quá trình mà NT2 đang xác lập một cái mô hình giá. Thì thông thường khi mà cổ phiếu nó xác lập ra các mô hình giá này
và nó hoàn thiện cái mô hình giá này thì nó sẽ bước vào một cái chu kỳ tăng mới. Thì ở đây ấy, cái mô hình giá ở đây thì mọi người về sau mà các bạn có tham có tìm hiểu về phân tích kỹ thuật thì các bạn sẽ nghe đến cái thuật ngữ một cái mô hình đấy là vai đầu vai, đúng không ạ? Nó nôm na là nó có một cái vai và một cái mô hình giống như một cái vai đầu vai đấy, tức là có vai trái, vai phải và cái đầu. Đó. Thì cái mô hình này ấy, khi mà nó là một cái mô hình mà nó thể hiện là khi mà nó vượt qua một số các cái ngưỡng cản nhất định của cái mô hình thì nó sẽ hoàn thiện cái mô hình này theo cái hướng là tiếp diễn hay là đảo chiều. À, thì nếu như mà NT2 ở đây nhìn về mặt kỹ thuật mà nó vượt qua được cái vùng giá 24 25 thì nó sẽ hoàn thiện cái mô hình vai đầu vai tiếp diễn này để nó hướng về cái vùng giá vượt đỉnh 28 29. Đấy, thì nếu như thực sự kết hợp và chúng ta biết được am hiểu thêm về cả phân tích kỹ thuật thì nó sẽ giúp hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều trong cái quá trình chúng ta phân tích cơ bản, chúng ta ra được tìm ra được các cái doanh nghiệp tiềm năng. Thì những cái ví dụ như vậy thì chắc có lẽ cũng chia sẻ với các bạn như vậy để các bạn có thể hình dung được phần nào thôi, chứ cũng không 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 kỳ vọng là chúng ta có thể ấy, có bởi vì là nó có rất nhiều các cái trường hợp khác muôn hình vạn trạng. Thì chỉ khi mà chúng ta thực sự bước vào tìm hiểu phân tích kỹ thuật và kết hợp được phân tích kỹ thuật, hiểu được là chúng ta có đối với lại công cụ phân tích cơ bản chúng ta đang yếu ở cái điểm gì và điểm mạnh của phân tích kỹ thuật là cái gì thì chúng ta mới có thể bổ sung một cách nó bài bản được. Đó. Ok, xin cảm ơn mọi người. Vâng, và em xin được cảm ơn những phần chia sẻ hết sức là cụ thể và vô cùng tâm huyết từ hai anh diễn giả ngày hôm nay. Và em nghĩ là sau phần chia sẻ vừa rồi thì không chỉ bản thân em mà các bạn đang tham gia buổi webinar ngày hôm nay cũng đã có những cái nhìn sâu hơn về các kiến thức mà đã được anh chia sẻ. Dạ vâng, và các bạn đã tham gia buổi webinar ngày hôm nay ơi, không biết là trong phần chia sẻ vừa rồi thì các bạn đã có ghi lại cho mình được những kiến thức, thông tin hữu ích mà anh Bách, anh Hoàng đã chia sẻ trong khoảng 30 phút vừa rồi chưa ạ? Dạ vâng, mình rất mong là trong phần chia sẻ vô cùng tâm huyết từ các vị diễn giả vừa rồi thì các bạn cũng đã phần nào ghi lại được cho mình những thông tin hữu ích để có thể sử dụng và áp dụng trong thực tế. Vâng, và ngoài phần chia sẻ của hai vị đại diện đến từ công ty chứng khoán Bảo Việt thì ngày hôm nay, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển qua ngay một phần có lẽ là được các bạn mong chờ nhiều nhất trong ngày hôm nay, đó chính là phần thực hành phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trên chính các case study thực tế. Và ngày hôm nay thì hai chuyên gia của chúng ta sẽ trực tiếp cùng các bạn áp dụng hai phương pháp phân tích này vào việc phân tích một số mã chứng khoán trên thị trường. Xin phần Q&A mà. Sau phần chia sẻ vừa rồi thì chúng ta sẽ dành thời gian để cho các bạn diễn giả của chúng ta đặt những câu hỏi đến với các vị diễn giả. Trước khi bước vào phần phân tích case study thì chúng ta sẽ cùng đi đến phần Q&A của các vị diễn giả các bạn nha. Hiện tại thì mình đã nhận được rất nhiều những câu hỏi từ các bạn diễn giả trong box chat và vâng, và em xin được chuyển câu hỏi đầu tiên đến cho các vị diễn giả của chúng ta như sau ạ. Câu hỏi của bạn Phúc Huỳnh: hai anh hiện đang sử dụng và tâm đắc công cụ phân tích kỹ thuật nào? Công cụ đó có điểm mạnh gì so với các công cụ khác? Em xin cảm ơn ạ. Dạ vâng, xin mời hai anh trả lời cho câu hỏi của bạn ạ. Cũng không rõ ý của bạn là sử dụng các công cụ nào để đầu tư vào thị trường hay là trong phân tích kỹ thuật thì dùng 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 phương pháp nào, đúng không? Chắc là mình cũng chia sẻ luôn cả hai là đối với lại mình và anh Hoàng ấy thì mỗi người đều có một cái điểm mạnh và sử dụng các cái công cụ là để tham gia vào thị trường. Thì ví dụ như anh Hoàng thì anh chuyên về sử dụng phân tích cơ bản. Hoặc là thằng phân tích kỹ thuật. Thế còn ví dụ như anh thì anh dùng phân tích kỹ thuật là chủ yếu. Thế còn trong phân tích kỹ thuật ấy thì nó có rất nhiều các cái trường phái phân tích kỹ thuật. Thì mọi người nếu mà các bạn mà tìm hiểu thì bạn sẽ thấy là có các trường phái liên quan đến sóng Elliott này, liên quan đến các cái đường trung bình động này, liên quan đến các cái phương pháp về lý thuyết Dow, hay là các phương pháp liên quan đến hành động giá của các cái nhà đầu tư huyền thoại như là Wyckoff, hay là những cái phương pháp khác liên quan đến Fibonacci vân vân, đúng không ạ? Thế thì ở trong phân tích kỹ thuật ấy, thì khi mà các bạn tìm hiểu ấy thì cái việc đầu tiên thì anh thì mình nghĩ là bất cứ một phương pháp nào thôi thì các bạn đều phải nhìn thấy được là thế thì cái phương pháp đấy nó dùng để làm gì, nó dùng để làm gì và nó mạnh ở trong những cái thời điểm nào của thị trường, và nó dùng tốt trong một cái view dài hạn hay ngắn hạn, đúng không? Ví dụ như Elliott thì rõ ràng là nó là một cái phương pháp để cho chúng ta nhìn thấy một cách bức tranh tổng quan
về cái chuyển động giá trong chung và dài hạn của giá cổ phiếu. Thế nhưng mà ví dụ như là ngắn hạn hơn chẳng hạn thì các bạn có thể dùng các cái chỉ báo kỹ thuật. Đó, ví dụ như là có thể dùng các cái chỉ báo liên quan đến Fibonacci, đúng không? Hay là liên quan đến các cái chỉ báo, hay là đường Bollinger Band, hay là ngay cả chỉ cần dùng giá và khối lượng là chúng ta đã có thể xác định được các cái vùng hỗ trợ kháng cự. Thì từ đó chúng ta cũng sẽ thực hiện được các hoạt động trading và có thể kết hợp được với lại các cái công cụ khác rồi. Trong phần chia sẻ phần phân tích kỹ thuật của anh vừa rồi thì đã có bạn Trịnh Duy Cường đặt một câu hỏi đến cho anh sau ạ. Biên an toàn tại 50% có quá cao không anh? Em cảm ơn anh nhiều ạ. Đứng dưới góc độ phân tích cơ bản thì các báo cáo khuyến nghị của công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt thì chỉ cần upside trên 15% thì sẽ là khuyến nghị để cho nhà đầu tư mua được. Còn 50% chắc là lúc nãy anh Bách có nhắc đến thì cũng chỉ là ví dụ thôi ạ. Còn thông thường thì mình nghĩ mức từ 15 đến 20% là một mức biên tương đối an toàn đối với một khuyến nghị đầu tư thì có thể khuyến nghị nhà đầu tư mua được. Và các bạn ơi, đây là phần Q&A của chương trình, thế nên là có những bất cứ câu hỏi gì các bạn hãy mạnh dạn và nhắn vào box chat để chúng mình có thể thảo luận cùng với các vị diễn giả ngày hôm nay của chúng ta nha. Dạ vâng, và trong lúc chờ đợi có thêm những câu hỏi của các bạn diễn giả thì em có thêm một số câu hỏi để cho các anh sau ạ. Em muốn hỏi là yếu tố nào theo hai anh là tác động nhiều nhất đến giá cổ phiếu trong dài hạn và mình phân tích yếu tố đó như thế nào ạ? Đối với lại các cái yếu tố mà tác động đến giá cổ phiếu ấy thì nếu mà nhìn trong dài hạn ấy thì các cái ý, về mặt góc độ biến động giá cổ phiếu trong dài hạn thì các cái yếu tố liên quan đến cơ bản thì nó sẽ là các yếu tố mà nó tác động đến giá cổ phiếu trong dài hạn. Thế còn trong ngắn hạn và trong 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 ngắn hạn thì chủ yếu là các yếu tố liên quan đến cung cầu và thông tin nó sẽ tác động đến giá cổ phiếu. Thì đối với lại các cái yếu tố tác động đến giá cổ phiếu về mặt cơ bản trong dài hạn thì anh Hoàng sẽ có lẽ anh sẽ chia sẻ thêm với cả mọi người. Vâng, thì lúc nãy có trình bày về đầu tư dài hạn thì các yếu tố cần quan tâm nhất rồi. Thì nếu mà cái list đấy mà rút gọn thì thực ra là mình thấy có hai yếu tố mà cần quan tâm nhiều nhất. Thứ nhất là ngành nghề hoạt động của doanh nghiệp và thứ hai là yếu tố về ban lãnh đạo. Bởi vì hai yếu tố này nếu như mà khi mà cầm cổ phiếu từ 5 năm đến 10 năm thì mọi người sẽ thấy hai yếu tố này sẽ là hai yếu tố mà song hành cùng doanh nghiệp theo một khoảng thời gian dài. Còn các yếu tố biến động về ngắn hạn như là giá nguyên vật liệu, đầu ra đầu vào thì nó cũng chỉ mang tính chất chu kỳ thôi. Hay là các yếu tố về lợi thế cạnh tranh thì sau khi có các doanh nghiệp ngoại vào hay là có các công ty khác được đầu tư vốn hoặc M&A thì những cái yếu tố đó có thể mất rất nhanh. Nhưng mà hai yếu tố về ngành nghề kinh doanh và ban lãnh đạo là hai yếu tố sẽ song hành cùng doanh nghiệp rất là dài. Và ngoài ra đối với những cổ đông công ty thì khi mà được đối xử tốt từ phía các ban lãnh đạo, tức là các ban lãnh đạo không có xu hướng điều tiết giá cổ phiếu quá sốc chẳng hạn, hoặc là họ để họ 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 không can thiệp quá nhiều vào thị trường chứng khoán thì chúng ta có thể nhìn thấy có một niềm tin khi mà nắm giữ cổ phiếu về mặt chung và dài hạn. Và tiếp theo là câu hỏi của bạn Phạm Hằng gửi đến anh ạ. Người mới ra trường thì nên bắt đầu tìm hiểu về phân tích kỹ thuật hay phân tích cơ bản trước ạ? Cái câu hỏi này thì mình nghĩ là cái việc mà tìm hiểu phân tích cơ bản hay là phân tích kỹ thuật trước ấy thì nó không hẳn là chúng ta phải tìm hiểu cái nào trước mà chúng ta cứ cứ tìm hiểu và chúng ta sẽ sau cái quá trình tìm hiểu thì chúng ta sẽ nhận thấy được là thế thì chúng ta cảm thấy là cái công cụ nào nó đang đem lại chúng ta một cái sự hứng thú để tìm hiểu tiếp, hoặc là khi chúng ta thử áp dụng vào việc đầu tư trên thị trường thì chúng ta thấy là với cái tìm hiểu của chúng ta thì cái công cụ nào đang đem lại một cái hiệu quả mà chúng ta cảm thấy hiệu quả khi mà chúng ta đầu tư vào thị trường thì chúng ta sẽ có thể là chúng ta sẽ tiếp tục chuyên sâu hơn về cái công cụ đấy. Bởi vì là bất cứ một công cụ nào trên thị trường thì mình nghĩ là đều có cái hiệu quả và đều có những cái hay riêng của nó. Chỉ khi mà chúng ta chưa thấy được cái hay hoặc là chúng ta chưa hiệu quả thì có nghĩa là chúng ta chưa không phải là do công cụ đó nó có vấn đề,
mà là chỉ là chúng ta chưa tìm hiểu được đến chân tơ kẽ tóc và chúng ta chưa nhìn ra được những cái hay và cái ứng dụng của nó thôi. Thì có lẽ là khi mà các bạn tìm hiểu cả hai cái công cụ mà bạn thấy được là bạn áp dụng được cái công cụ nào và bạn cảm thấy bạn tiếp tục chuyên sâu được về cái công cụ nào ấy, tiếp tục hiểu rộng hơn được cái công cụ đấy ấy, thì bạn sẽ ưu tiên lựa chọn cái đó để chúng ta tiếp tục phát triển cách sâu hơn. Và cũng thêm một cái nữa là cái khẩu vị rủi ro và cái phong cách đầu tư của chúng ta như nào thì chúng ta cũng có thể sẽ quyết định cái việc chúng ta lựa chọn cái công cụ nào để tham gia thị trường, hoặc là chúng ta có thể kết hợp cả hai công cụ để chúng ta tham gia, đúng không? Nếu mà bạn là một nhà đầu tư mà chúng ta nhìn thấy là chúng ta muốn đầu tư theo phong cách dài hạn nhỉ, đầu tư giá trị, thì chúng ta nên học tìm hiểu sâu hơn về phân tích cơ bản. Còn nếu như mà mọi người theo cái trường phái là thì chúng tôi không chờ đợi được, tôi là cứ phải trading ngay, trading nhanh, thì chúng ta có thể áp dụng cái phân tích kỹ thuật, đúng không ạ? Thì đấy là cái mà mình nghĩ là công cụ nào cũng sẽ có hiệu quả, công cụ nào cũng sẽ giúp chúng ta kiếm được tiền nếu như chúng ta thực sự hiểu sâu và hiểu được cái ứng dụng của nó, của các cái công cụ đấy. Vâng, và tiếp theo là thêm một câu hỏi từ bạn chị Duy Cường ạ. Em thấy những người dùng phân tích kỹ thuật thường dùng đi dùng lại một mẫu hình. Anh đã có kinh nghiệm 10 năm. Vậy theo kinh nghiệm của anh thì một mẫu hình phân tích kỹ thuật sẽ tồn tại được trong bao lâu ạ? Thật ra thì không phải là cái phân tích kỹ thuật là họ dùng đi dùng lại một mẫu hình đâu. Cái mẫu hình này ấy, thì chia sẻ thêm với bạn là trong phân tích kỹ thuật ấy, thì nó có một cái bộ môn là phân tích các cái mẫu hình đồ thị. Thì cái bản chất của cái phân tích mẫu hình này ấy, thì nó diễn ra là chúng ta nhìn thấy là các cái hành động của các nhà đầu tư trong mỗi một cái giai đoạn, và khi mà họ gặp phải những cái thông tin gì đó ảnh hưởng đến thị trường chẳng hạn, thì họ có những cái cách hành xử đấy, thì cái cách hành xử đấy nó được lặp đi lặp lại trong quá khứ đấy, thì với rất nhiều các nhà đầu tư lớn, các cái chuyên gia phân tích kỹ thuật ở trên thế giới, những chuyên gia lâu đời ấy, thì họ mới quan sát các cái hành vi của nhà đầu tư tại các cái thời điểm đấy, thì họ mới nhận ra là tại các cái thời điểm mà thị trường biến động mạnh, hay là những cái thời điểm mà thị trường bị tác động bởi các cái thông tin tích cực hay tiêu cực, thì cái hành xử của nhà đầu tư thường là có những cái điểm chung và nó tạo ra một cái pattern, một cái mẫu hình nào đấy ở trên đồ thị giá. Thế thì trải qua hàng rất nhiều các cái thống kê qua rất nhiều năm, và thậm chí là nhiều thập kỷ, thì các nhà phân tích kỹ thuật họ mới đúc rút ra được một cái danh sách các cái mẫu hình giá, mà khi mà vào những cái mẫu hình đó thì giá nó sẽ biến động như thế nào sau đấy. Thì nó là cái bài toán của cái việc là thống kê lại tất cả những cái mẫu hình đã lặp đi lặp lại trong quá khứ để ra được một cái xác suất cho chúng ta là giá nó sẽ biến động, nó sẽ biến động như thế, như tương tự như vậy ở trong tương lai. Thì về cơ bản là phân tích kỹ thuật là một cái bộ môn mà nó dựa trên cái bài toán xác suất, đúng không ạ? Nó không hẳn là lặp lại y nguyên như trong quá khứ, nhưng mà cái xác suất mà giá cổ phiếu biến động trong tương lai ấy, nó có thể lặp đi lặp lại đâu đấy gần giống như trong quá khứ. Thì cái việc người ta quan sát cái hành vi của nhà đầu tư trong quá khứ và bằng qua các cái mẫu hình giá nó chạy, ví dụ như tôi vừa nói trong cái ví dụ NT2 thì mọi người nhìn thấy cái mẫu hình vai đầu vai ấy, thì nó thể hiện một cái quá trình mà thị trường tạo đỉnh và bắt đầu điều chỉnh đi xuống, thì thông thường nó sẽ hình thành ra các mô hình đảo chiều hoặc là tiếp diễn. Thì khi nó hình thành ra cái như đấy và nó hoàn thiện cái mô hình đấy, thì các nhà phân tích kỹ thuật họ sẽ biết được là thế thì khi mà nó hoàn thiện cái mô hình đấy thì giá cổ phiếu nó sẽ đi theo hướng là tiếp tục đi lên, đi theo cái xu hướng hiện có, hay là nó đảo chiều so với xu hướng hiện có. Và khi mà cái hoàn thiện cái mô hình đấy thì cái giá mục tiêu của mô hình đấy nó sẽ là như thế nào. Thì thông thường là nếu mà phân tích theo mô hình thì nghĩa là các bạn có thể đầu tiên là bạn phải tham khảo các cái sách về mẫu hình giá đó, và chúng ta phải nghiên cứu kỹ về từng cái mẫu hình. Thì trong cái quá trình nghiên cứu mẫu hình ấy thì không chỉ là chúng ta nhìn bằng trực quan là cái mẫu hình này nó ra cái dạng là vai đầu vai hay là mô hình tam giác hay gì đó đâu, mà chúng ta còn phải kết hợp cả các cái chỉ báo kỹ thuật, các cái khối lượng giao dịch ở từng các cái thời điểm giá đó vào để chúng ta xác nhận xem là thế thì có đúng là cái mẫu hình đó nó là hoàn thiện theo cái dạng đúng cái pattern là tiếp diễn theo dạng tam giác hay là mô hình đảo chiều theo dạng vai đầu vai vân vân. Thì lúc đấy chúng ta mới tiếp tục đưa ra cái dự báo tiếp theo về xu hướng giá và về mục tiêu giá cho một cổ phiếu được.
Vâng, em xin được cảm ơn câu trả lời của anh ạ. Và ở đây mình thấy là bạn Tuấn Nguyễn cũng đã có một câu hỏi muốn dành cho các vị lãnh đạo của chúng ta. Dạ vâng, bạn Tuấn Nguyễn muốn hỏi anh là làm sao để lượng hóa được các yếu tố tác động vào định giá của doanh nghiệp, bao gồm doanh thu, lợi nhuận để có thể dự phòng doanh thu vậy ạ? Các yếu tố sắc tức là từ các yếu tố đầu vào thì làm thế nào để mình lượng hóa ra mô hình để có thể xác định được doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Thì với các yếu tố đầu tiên là chúng ta nên đi từ gốc hơn là đi từ ngọn. Đầu tiên là chúng ta cần phải xác định doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp là bị ảnh hưởng bởi những yếu tố gì đã. Và khi xác định được các yếu tố đó rồi và nó sẽ tác động cụ thể thế nào vào doanh thu thì khi đó thì sẽ đi đúng chiều hơn. Mình lấy ví dụ như một doanh nghiệp sản xuất chẳng hạn, thì doanh nghiệp sản xuất thì họ có các nguyên vật liệu đầu vào và sau quá trình sản xuất thì họ sẽ chế biến tạo ra đầu ra. Thế thì ví dụ như doanh thu của một doanh nghiệp sản xuất thì đầu ra của họ thường là các sản phẩm mang tính chất là commodity một chút. Ví dụ như là với một doanh nghiệp sản xuất phân bón chẳng hạn thì đầu ra của họ có thể là phân ure, phân kali hay phân NPK, thì chúng ta cần phải xác định được rõ để có thể biết được là giá phân tăng nhưng mà cụ thể là phân nào tăng, thì khi đó thì chúng ta sẽ nắm được chi tiết nhất là giá bán của họ trung bình là ở mức như thế nào và các yếu tố nào đang ảnh hưởng đến giá bán. Ví dụ như là phân bón chẳng hạn thì phân bón Việt Nam thì tương đối cùng chiều với phân bón thế giới bởi vì mức thuế nhập khẩu vào Việt Nam thì gần như là 0%, thì khi đó thì giá bán phân bón tại thị trường Việt Nam sẽ diễn biến cùng chiều đối với giá phân bón thế giới. Khi đó thì phân tích giá phân bón thì chúng ta cần phân tích dưới góc độ thế giới hơn là dưới góc độ cung cầu tại thị trường Việt Nam. Thì tôi lấy ví dụ là như về phân tích về mặt giá là như thế. Tiếp theo là phải phân tích về mặt sản lượng chẳng hạn. Sản lượng thì chúng ta có góc độ là ví dụ như là doanh nghiệp đấy thì có một dây chuyền sản xuất và có công suất thiết kế tối đa, thì chúng ta cần phải nắm được là trong quá khứ thì thường họ có đạt được mức công suất tối đa đấy hay không, và vì sao họ không đạt được công suất tối đa và họ có khả năng tăng được công suất tối đa hay không. Tức là rất nhiều yếu tố và chúng ta có thể cân nhắc để đưa vào mô hình, và kết quả của việc đưa vào mô hình là gì, là chúng ta cần phải giả định cái mức ví dụ như là nhà máy đấy công suất là 1 triệu tấn một năm chẳng hạn, chúng ta cần phải xác định được mức công suất đạt được trong năm sau là bao nhiêu, ví dụ như là 90% hay 80% chẳng hạn, thì cái đấy sẽ phụ thuộc vào các yếu tố mà mang tính chất định tính như bạn nói. Và dựa vào các yếu tố mang tính chất định tính như vậy thì một analyst cũng 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 sẽ có sự phân biệt ở dưới góc độ này, tức là dựa vào các yếu tố định tính thì một analyst phải chuyển hóa nó thành dưới góc độ định lượng, dựa vào kinh nghiệm bản thân, dựa vào thống kê trong quá khứ hay là dựa vào những mô hình, những phân tích cụ thể chi tiết hơn. Thì đấy là những chia sẻ của mình dưới góc độ về dự phóng doanh thu. Vâng, và em đã nhận được một câu hỏi của bạn Trường Nguyễn ạ. Đây là một câu hỏi khá là dài. Dạ vâng, bạn Trường Nguyễn có hỏi như sau: theo góc độ phân tích kỹ thuật, làm sao để có thể nhìn vào khối lượng và giá để phân biệt đó là ngày điều chỉnh hay là các đội lái đang bắt đầu thoát hàng vậy ạ? Ví dụ như mã DCM thì đã có xuất hiện vài ngày với biên giá giảm từ khối lượng lớn, thì nếu giá giảm ngày hôm nay thì là điều chỉnh hay khác ạ? À, thật ra thì cái này thì nếu mà nhìn về phân tích kỹ thuật hay là phân tích cơ bản hay là công cụ nào đấy ấy, thì nó sẽ không thể hiện được là đội lái đang làm gì hay là cái gì đó đâu. Tất cả các cái mà có thể là các bạn nghe ở trên các cái tư vấn hay là tìm hiểu gì đó ở trên mạng, đúng không? Thì chúng ta như bảo là chúng ta thường hay có những cái câu hỏi mà bản thân tôi ấy, khi mà là tư vấn về thị trường và cổ phiếu thì cũng có rất nhiều câu hỏi là thế thì nhìn ngày hôm nay nó giảm thế này thì có phải là đội lái đang xả hàng hay là đội lái đang mua vào hay không? Thì bản chất thì đội lái ở trên thị trường nó là một cái gì đó rất là mơ hồ, đúng không? Và mọi người cũng thường thường là lấy cái câu chuyện đội lái ra để nói về cái biến động giá và làm lý do cho cái biến động giá của giá cổ phiếu, đúng không? Thế nhưng mà như tôi vừa nói ấy, thì cái suy đến cuối cùng ấy, thì cái bản chất biến động giá của cổ phiếu thì nó sẽ phụ thuộc vào cái yếu tố về triển vọng doanh nghiệp, về các cái yếu tố về cung cầu trong ngắn hạn và các cái yếu tố thông tin. Đó. Thế còn bất cứ một cái sự thao túng giá nào ấy thì có thể nó cũng vẫn đang xảy ra ở thị trường Việt Nam, bởi vì là thị trường chúng ta thì dù gì cũng là một cái thị trường mà nó chỉ mới có đâu đó hơn 20 năm phát triển.
và còn rất nhiều các cái cổ phiếu quy mô nhỏ, cho nên là nó vẫn có những cái sự thao túng về giá. Thế nhưng mà những cái cổ phiếu mà đến thời điểm hiện tại trải qua hơn 20 năm phát triển của thị trường thì các cái cổ phiếu mà có vốn hóa lớn và có thanh khoản cao ấy thì đã xuất hiện rất là nhiều rồi. Và những cái cổ phiếu đấy thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ không có được cái sự thao túng, hay còn gọi là mọi người hay còn gọi là đội lái các cái giá cổ phiếu đấy đâu. Đấy, mà nó sẽ phụ thuộc thuần túy vào cái việc là cung cầu ngắn hạn và cái triển vọng của doanh nghiệp thôi. Thì như bạn nói là đối với lại cổ phiếu Đạm Cà Mau chẳng hạn thì mọi người có thể thấy là đây những cái giai đoạn như thế này, cũng không biết là bạn hỏi về giai đoạn nào đâu, nhưng mà ví dụ những cái giai đoạn như này này thì chúng ta thấy là ở cái thời điểm mà cuối năm 2021 ấy, mọi người nhìn thấy là giá phân bón tăng rất là mạnh và nó giúp cho cái tăng trưởng lợi nhuận của cái nhóm này cũng tăng mạnh, đúng không ạ? À, và đấy là những cái câu chuyện về vĩ mô nó ảnh hưởng tác động tích cực đến ngành, đúng không? Thì cái này nó cũng là một câu chuyện mà rất rõ ràng như anh Hoàng anh vừa đề cập, như đã đề cập ở cái phần trước ấy. À, thì tuy nhiên thì đến đây thì giá phân bón có cái sự điều chỉnh thì các cái cổ phiếu này nó cũng bắt đầu điều chỉnh, đúng không? À, thì không chỉ cái này thì không, nếu mà nhìn về mặt dài hạn thì chúng ta thấy là à khi mà giá phân bón tăng thì nó có thể tác động tích cực đến cái giá cổ phiếu, thế nhưng mà tác động tích cực đến cái triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp. Thế nhưng mà nó không chỉ thuần túy biến động giá cổ phiếu trong ngắn hạn, nó không chỉ thuần túy là nó ảnh hưởng, nó chịu tác động của cái yếu tố đấy, mà đôi khi nó chỉ cần là khi mà giá phân bón tăng thì nhà đầu tư người ta đã kỳ vọng trong tương lai là giá là cái kết quả kinh doanh của cái doanh nghiệp đấy họ đã tốt lên rồi, thì ngay ở thời điểm đấy họ đã mua vào theo cái giá phân bón tăng lên rồi. Thì ngược lại cũng như vậy, khi mà giá phân bón nó giảm ấy thì giá cổ phiếu họ cũng bán ra, đúng không ạ? Thì trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà chúng ta nhìn thấy là cái giá cổ phiếu và giá phân bón nó liên quan rất là chặt chẽ với nhau, đúng không ạ? Và đôi khi là nếu mà chúng ta nhìn trong một cái triển vọng ngắn hạn khoảng tầm 3 tháng, đúng không ạ? Thì mọi người nhìn thấy là gần như là đôi khi là có khả năng có thể là các cái triển vọng yếu tố về mặt doanh nghiệp, các cái triển vọng lợi nhuận, doanh thu của doanh nghiệp nó chưa phản ánh những cái yếu tố đấy đâu. Nhưng mà giá cổ phiếu nó đã biến động theo những cái yếu tố về giá phân bón rồi. Đó. Thì có lẽ là cái câu hỏi về đội lái này của bạn thì có lẽ là mình quan điểm của mình là không có những cái sẽ mình chúng ta nhìn ở đây chúng ta sẽ không biết được là đội lái hay thao túng hay cái gì đó đâu. Chắc chắn sẽ là như vậy. Thế còn về khối lượng và giá thì trong phân tích kỹ thuật ấy, thì nếu mà chúng ta nhìn về khối lượng và giá cổ phiếu thì khối lượng nó sẽ là bổ trợ và nó sẽ xác nhận cho cái giá của chúng ta. Thì khi mà chúng ta phân tích cổ phiếu ấy, chúng ta xác định xu hướng của cổ phiếu là tăng hay giảm hay là đi ngang, thì chúng ta phải nhìn xem là cái khối lượng giao dịch nó có ủng hộ cho cái nó có xác nhận cho cái xu hướng đấy của chúng ta hay không, đúng không ạ? Thì trong một cái xu hướng tăng của thị trường của giá cổ phiếu thì thường là khối lượng nó sẽ gia tăng, còn trong một xu hướng giảm thì khối lượng nó sẽ suy giảm, nó trong một xu hướng điều chỉnh ấy thì khối lượng nó sẽ giảm dần, đúng không ạ? Thì mọi người nhìn hình dung ở đây là khối lượng ở đây nó tăng, nó cũng tăng theo. Khi mà Đạm Cà Mau tăng giá thì khối lượng nó cũng tăng rất là mạnh theo, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là cái xu hướng tăng giá của Đạm Cà Mau rất là mạnh. Đó. Và bắt đầu khi mà Đạm Cà Mau nó đi vào cái quá trình điều chỉnh tích lũy thì chúng ta thấy là gì? Khối lượng nó lại bắt đầu giảm đi đáng kể. Thì nó đang xác nhận cho là à thế thì ở những vùng này khi mà khối lượng bắt đầu nó giảm đi rồi, đúng không ạ? Và chúng ta có thể kết hợp thêm một vài chỉ báo kỹ thuật nữa thì chúng ta sẽ thấy là à thế thì có khả năng là gì? Đạm Cà Mau ở vùng này nó đã bắt đầu phản ánh tương đối đầy đủ với việc là giá phân bón tăng trở lại hoặc là cái triển vọng lợi nhuận quý 1 có thể là tích cực rồi. Thì nó bắt đầu phản ánh dần dần và ở vùng này là cái vùng mà cung cầu nó bắt đầu cân bằng trở lại rồi. Nếu mà nhìn ở giai đoạn này thì có lẽ là các cái thông tin tích cực nó giúp cho cầu nó lấn át cung, đẩy giá cổ phiếu tăng. Thế nhưng mà đến một cái ngưỡng nào đấy mà người bán và đặc biệt là những nhà đầu tư mà theo cái trường phái cơ bản chẳng hạn, họ nhìn thấy là à thế cái giá này, cái giá thị trường này nó đã vượt qua cái mức triển vọng của doanh nghiệp rồi, vượt qua cái mức định giá rồi, thì họ bắt đầu bán ra thì khiến cho cung cầu nó bắt đầu cân bằng nhau trở lại, thì nó tạo ra một cái vùng giá tích lũy, đúng không ạ? Thì cái vùng giá này là cái vùng giá nó thể hiện là khi mà chúng ta nhìn nhận là xu hướng của nó có thể chuyển sang cái chu kỳ tích lũy rồi, thì chúng ta nhìn thấy là à thế cái khối lượng ở đây nó cũng bắt đầu có sự điều chỉnh rồi, thì nhiều khả năng là ở đây nó sẽ tiếp tục duy trì cái xu hướng điều chỉnh này.